Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 16. A. Lạc Ly thấy cổ áo mình đột nhiên bị kéo mạnh, đôi mắt xinh đẹp lập tức hiện lên một tia kinh hoàng thất thố, vì không để thằng nhãi Lục Vân này kéo rách cổ áo nên cô đành nghiêng người về phía sau. Có thể đoán ra kết quả, hai người cùng rơi xuống cái ao. Chị ở trên, Lục Vân ở dưới. Không phải Lục Vân không thể né tránh, cũng không phải không thể kịp thời đẩy chị bảy lên bờ, mà là... Chát chát chát, bọt nước văng khắp nơi. Lục Vân nhanh chóng xoay người, sau đó dùng cánh tay kẹp lấy eo Lạc Ly, không chút lưu tình giơ tay lên đánh xuống, làm bờ mông tròn trịa kia gợn lên từng gợn sóng duyên dáng, phối hợp với làn sóng gợn nhộn nhạo trên mặt hồ, tạo nên một bức tranh tràn ngập năng lượng. Chị nghịch ngợm này, chị nghịch ngợm này, hôm nay em sẽ đánh mông của Lạc tiên tử nở hoa. Lục Vân nghiêm trang mà nói. Hồ nước đã làm quần áo hai người ướt nhẹp, lớp áo mỏng dán sát lên da thịt. Lục Vân không nói gì, dù sao dáng người cân đối đến không có một chút thịt thừa của Lạc Ly đã hoàn toàn hiện ra. Chấp pháp giả bốn phía nhìn mớ bọt nước kia mà trợn mắt há hốc mồm. Cố Trường Hưng tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng, thần quân điện hạ luôn để tâm đến an nguy của Long Quốc, tất cả những chuyện ngài làm đều có liên quan đến bí mật tối cao của Long Quốc, mọi người lập tức xoay người sang chỗ khác cho tôi. Tuân mệnh, tất cả chấp pháp giả đồng loạt quay người ra sau và cùng hét lớn. Thần quân điện hạ, uy vũ khí phách. Uy vũ CMN các người. Lạc Ly nghiến răng nghiến lợi, bị Lục Vân kẹp lấy eo không thể động đậy, mà trên bờ mông vỉnh của cô lại truyền đến từng cơn đau nóng rát. Cô nổi giận quát, thằng quỷ nhỏ, em đánh nữa thử xem. Chát chát chát. Em đánh nữa thử xem. Chát chát chát. Em đánh nữa thử xem. Em hoài nghi chị đang hưởng thụ. Lục Vân càng dùng sức đánh. A a a. Bà đây liều mạng với im. Lạc Ly vốn đang vùng vẫy trên mặt nước, bị đánh tức giận nên trực tiếp chui đầu vào nước, phát huy ra độ mềm dẻo của thân thể, lấy cánh tay Lục Vân làm trọng tâm mà quay một vòng trong nước, cuối cùng tránh thoát rồi lao đến chính diện, căn một ngụm lên. CMN. Cuối cùng, hai người đều bị trọng thương lên bờ. Lạc Ly tức giận trợn mắt. Nhưng nhìn thấy Lục Vân lộ ra vẻ mặt đau đớn, cô lại nhịn. Không được bật cười, đáng đời. Ai bảo em xuống tay tàn nhãn như vậy, đau chết bà đây rồi. Cô oán trách xoa xoa cái mông của mình, mặt Lục Vân tối sầm, rốt cuộc là ai tàn nhãn. Nhiều lắm em chỉ làm chị đau một thời gian, còn cái căn của chị suýt đã làm hỏng luôn hạnh phúc cả đời của em rồi, em nên đi nói lý lẽ với ai đây. Lục Vân muốn mở miệng phản kích thì đột nhiên thấy Lạc Ly nghiến răng ken két, hai cái răng nanh nhọn nhọn lập lòe tia sắc lạnh dưới ánh mặt trời, vì thế hắn thức thời ngậm miệng lại. Lạc Ly cười ha ha và nói, nể tình em cũng bị thương nên lần này bà tha thứ cho. Rõ ràng là chị ra tay trước, sao lại biến thành em sai? Thật là cô gái ngang ngược vô lý. Hai người ngồi một hồi bên hồ, chờ quần áo trên người hơi khô thì Lạc Ly đứng dậy và nói, được rồi, cũng đã đến lúc chị nên trở về Võ Minh. Rất cảm ơn Lục tiên sinh người dân tốt không muốn lộ ra tên họ đã trợ giúp chúng tôi bắt được tội phạm bị truy nã, hợp tác vui sướng. Em chẳng vui chút nào cả. Trên đường trở về, Lạc Ly hỏi, quỷ nhỏ, các chị có biết chuyện em là Vân Thiên Thần Quân không? Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói, trước mắt thì chắc chị hai, chị ba, chị tư còn chưa biết, còn chị cả thì em không rõ, em không đoán được tâm tư của chị ấy, nhưng chị ấy đã biết em là tu luyện giả. Trong mắt Lạc Ly xoay chuyển, nói có nên nói tin này cho họ biết không? Lây em cảm thấy chị. Tùy chị thôi. Trước nay em chưa từng nghĩ đến chuyện giấu giếm thân phận, chỉ là đôi khi nói ra họ cũng không tin, mấy chị ấy cũng không gia nhập Võ Minh giống chị, họ không biết thiên sát lệnh. Hi hi, nếu vậy thì chị không nói, xem khi nào họ mới phát hiện thân phận của em. Lục Vân chừng cô một cái và nói, tùy chị có nói hay không, chỉ cần chị đừng ác ý bôi đen em nữa là được, ngày đó nếu không phải chị nhắn tin trong group nói em là lừa đảo thì em đã sớm hướng dẫn các chị cùng tu luyện rồi. Kẻ lừa đảo, cuối cùng Lạc Ly còn phải về Võ Minh đi điều tra chuyện người biến dị, Lục Vân cũng không làm phiền cô nữa mà một mình về tới Khương gia, mọi người trong Khương gia nhìn thấy hẳn đều nhìn không được lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Dựa vào sức của một mình mà xoay chuyển thái độ của Võ Minh, cuối cùng còn không tổn hao gì đi trở về, nhân vật như vậy rất khủng bố. Lại nghĩ tới trước đó bọn họ cho rằng Khương gia sắp gặp phải tai họa ngập đầu thì đã trách cứ và oán hận Lục Vân. Đám hậu bối Khương gia nhìn không được sợ hãi,
tất nhiên không còn mặt mũi đối mặt với Lục Vân. Bởi vì Khương Chính Hồng đã đi đến Tê gia nên Lục Vân cũng không nán lại Khương gia thêm nữa, hắn đến sân sau chào hỏi Khương Thiên Viễn rồi ra cửa đi tới Tê gia. Thần khí của hắn còn ở Tê gia mà. Nhìn thấy Lục Vân, Khương Chính Hồng phanh 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 dập đầu mấy cái, Lục Vân muốn ngăn cản cũng không được, chỉ có thể mắng một câu, ông lão chết tiệt, tính tình ngoan cố thật không sửa được. Hắc hắc, cảm ơn Lục tiền bối khích lệ, Khương Chính Hồng thẹn thùng nói. Tê Thương Lan cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tuy rằng ông ta đã sớm biết Lục Vân rất lợi hại, nhưng thật sự không ngờ Lục Vân còn mạnh hơn tưởng tượng của ông ta không biết bao nhiêu lần, cả võ minh khu Đông Hải cũng bị hắn ép phải cúi đầu. Chẳng lẽ thân phận của hẳn là công tử của ông lớn nào của võ minh kinh thành? Đây là kết luận mà Tê Thương Lan và Khương Chính Hồng suy đoán ra vào lúc sáng, rất có khả năng là như thế. Tê Thương Lan nói, Lục Thần Y, lần này không bằng ngài đi cùng chúng tôi trở về tỉnh Giang Nam. Tê Thương Lan chuẩn bị đến tỉnh Giang Nam để tìm Lâm Thanh Đàn châm cứu cho mình, mà đúng lúc Khương Chính Hồng cũng phải đến Giang Nam tìm bảo bối Lam Nhi của mình, cho nên hai người chuẩn bị cùng đi. Nếu Lục Vân đi cùng họ thì quá tốt, nhưng mà Lục Vân lại lắc đầu và nói, thôi bỏ đi, các người quá chậm, chờ hai ông đến tỉnh Giang Nam thì tôi đã ngủ xong một giấc rồi. Nói xong thì đẩy đại bảo bối của hẳn rời khỏi Tề gia. Trở lại tỉnh Giang Nam, Lục Vân nhận được một tin tức tốt từ chỗ Diệp Khuynh Thành, đó là chị Nam Sở Giao thần bí của mình qua mấy ngày nữa sẽ trở lại. Lục Vân đầy mặt chờ mong mà hỏi, lúc chị Nam biết em còn sống có phản ứng gì? Có phải vô cùng kích động không? Lúc trước Lạc Ly tiết lộ tin Lục Vân còn sống trong group của 7 chị em thì họ đều thực kích động, chị Tư Vương Băng Ngưng còn cố ý bỏ hết công việc, trở về gấp từ nước ngoài để gặp mặt hẳn. Mà chị Sáu Tiêu Thấm thật sự vì bận quá nên tạm thời chưa thể trở về. Còn chị Năm Sở Giao, quá thần bí. Ngày đó chị ấy không để lại một câu nào trong group chat cả. Lục Vân cảm thấy cô không nhìn thấy những tin nhắn đó, băng không nhất định sẽ không thờ ơ. Diệp Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt quái lạ mà nhìn hắn một cái và nói, tiểu Lục Vân, em muốn biết em Năm kích động đến mức nào không? Kích động đến mức nào? Nó chỉ đáp lại một chữ. Một chữ, Lục Vân lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, một chữ thì làm sao có thể biểu đạt ra tâm tình kích động chứ, hẳn vội hỏi, chữ gì? Nó chỉ đáp lại một chữ, à, có phải rất vui vẻ không? Vui cái rắm. Lục Vân cực kỳ phẫn nộ, giỏi lắm chị Năm, em luôn nhớ mong chị mà chị biết em còn sống lại chỉ đáp lại một chữ à, sao có cảm giác chị không để bụng về em chút nào vậy? Tiểu Lục Vân cảm thấy rất tủi thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Khuynh Thành vui sướng khi người gặp họa mà nói, Tiểu Lục Vân ơi Tiểu Lục Vân, hiện tại em biết chị đây tốt với em cỡ nào chưa, không phải tất cả các chị đều cưng chiều em như chị đâu. Vâng vâng, vẫn là chị Khuynh Thành tốt nhất với em, vì báo đáp chị, em quyết định giúp chị tu luyện. Em muốn ăn đòn, mặt Diệp Khuynh Thành lạnh xuống, xoay người ấn Lục Vân ngã vào sofa, dùng sức năm lỗ tai hẳn mà uy hiếp. Về sau nếu em còn dám nhắc đến chuyện giúp tu luyện thì chị vặn gấy lỗ tai em. Chị, không phải chị nói cưng chiều em nhất sao? Em cảm thấy vẫn là chị hai tốt nhất, vừa dịu dàng lại thiện lương, quan trọng nhất là chưa bao giờ nằm lỗ tai em cả. Ý của em là chị không đủ dịu dàng không đủ thiện lương à, cho em cơ hội lặp lại lần nữa. Có nói hay không? Lỗ tai em sắp bị chị nhéo đứt, đây là bằng chứng, em nghĩ không cần tổ chức ngôn ngữ lại lần nữa đâu. Vân Thiên Thần Quân rất cứng cỏi, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước thế lực tà ác. Nói hay không? Diệp Khuynh Thành đặt mông ngồi xuống thả lưng Lục Vân, nhéo hai lỗ tai hắn dùng sức kéo lên trên, gần như đã kéo ngược nửa người Lục Vân lên một góc 3-40 độ, eo đã sắp bẻ gãy. Đừng quên hiện tại Diệp Khuynh Thành cũng là một tu luyện giả, tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng sức lực đã lớn hơn trước kia rất nhiều. Lục Vân không dám thật sự tức giận với chị nên đành vỗ sofa xin tha chị. Chị Khuynh Thành, chị đẹp của em nhận thua em nhận thua, em thừa nhận chị là người chị dịu dàng thiện lương nhất. Trong lòng bổ sung một câu, mới là lạ, rõ ràng là chị Thanh Đàn mới đúng. Hừ, Diệp Khuynh Thành yêu kiều hừ một tiếng, lúc này mới buông tha cho Lục Vân, sau đó liền nhận được một cú điện thoại, là Khương Lam gọi đến. Sau khi tắt máy, trong mắt Diệp Khuynh Thành hàm chứa ý cười thật sâu, cô nói, Tiểu Lục Vân,
mẹ chỉ còn tưởng em là công tử của ông lớn nào trong võ minh kinh thành, ha ha ha. Hiển nhiên bọn Khương Chính Hồng đã tới tỉnh Giang Nam và kể chuyện ở Kim Lăng lại cho Khương Lam nghe. Lục Vân như suy tư gì mà nhìn Diệp Khuynh Thành và hỏi, chị, chẳng lẽ chị không cảm thấy kinh ngạc? Theo lý thuyết hẳn suýt phá nát luôn cả căn cứ võ minh khu Đông Hải mà còn có thể bình an trở về, đáng lý ai cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng Diệp Khuynh Thành lại có phản ứng này. Lục Vân không thể không hoài nghi chị Khuynh Thành đã tin chuyện mình là Vân Thiên Thần Quân. Nụ cười của Diệp Khuynh Thành cứng lại, sau đó trừng lớn đôi mắt, lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc, thậm chí còn khoa trương dùng tay ngọc che môi đỏ lại và nói, tiểu Lục Vân, em thật lợi hại, rốt cuộc sao làm được vậy? Kỹ thuật diễn thật kém. Buổi tối, chị ba Liễu Yên Nhi mò vào phòng Lục Vân, kéo hẳn ra khỏi ổ chăn rồi nhướng đôi mắt hồ ly hẹp dài và nói, mau, danh con, giúp chị tu luyện đi, chị không thể để chị cả vượt qua được. Lần trước ở chung cư Liễu Giang, Lục Vân đã chọc giận Liễu Yên Nhi, sau đó thì hứa với cô rằng chỉ cần cô lên tiếng thì dù lúc nào mình cũng sẽ giúp cô tu luyện. Nam tử Hán đại trượng phu đương nhiên không thể nói không giữ lời. Vì thế vì biểu đạt thành ý của mình, Lục Vân quyết đoán tiến lên kéo áo trên của Liễu Yên Nhi xuống, lộ ra thân thể tuyết trắng trong suốt của cô, cuối cùng chỉ còn lại một bộ áo ngực ren mỏng manh bao lấy hai con thỏ nhỏ không an phận. Vậy có đủ thành ý chưa? Khuôn mặt quyến rũ của Liễu Yên Nhi lập tức đỏ lên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tiểu Lục Vân thô bạo như vậy. Sau một hồi phụ trợ tu luyện kiều diễm, kết cục đương nhiên lại là Lục Vân ôm Liễu Yên Nhi đang thở hổn hển vọt vào phòng tắm. Mấu chốt là Diệp Khuynh Thành đã nhìn thấy, trên gương mặt tuyệt sắc như đọng lại một lớp xương lạnh không cách nào tiêu tan. Hai người giỏi lắm, hiện tại còn cả gan làm loạn ngay trước mặt tôi phải không? Diệp Khuynh Thành tức giận. Cho nên cô trực tiếp sải bước chân dài lên, vọt vào phòng tắm kéo Lục Vân ra, lạnh lùng n nhãi danh Lục Vân, hiện tại chị muốn khiêu chiến em, chị tin tưởng ý chí của mình nhất định có thể chiến thắng di chứng phụ trợ tu luyện của Imo. Lục Vân sửng sốt, sau đó khuôn mặt trở nên cổ quái. Chị Khuynh Thành nói lời này còn không phải là muốn mình giúp cô tu luyện luôn sao? Em nói này chị Khuynh Thành, lúc em chủ động nói muốn giúp chị tu luyện thì chị thở phì phì muốn đánh em. Hiện tại em không nói thì chị lại lạnh lẽo nói muốn tới khiêu chiến, rốt cuộc chị suy nghĩ cái gì vậy? Hừ, em đừng có suy đoán tâm tư của mỹ nữ, chỉ cần nói có dám nghênh chiến hay không. Ha, khiêu khích em đúng không? Đương nhiên Lục Vân không cam lòng yếu thế, sau 15 phút, hắn quyết đoán nâng mông vỉnh của Diệp Khuynh Thành lên, ném người chị cao ngạo đã tan rã ý chí vào phòng tắm, để cô và Liễu Yên Nhi hưởng thụ đãi ngộ tương tự. Xem chị còn dám khiêu chiến em hay không. Một tuần sau trở lại tỉnh Giang Nam, chị Nam vẫn chưa về. Lục Vân được sống cuộc sống nhàn nhã. Trong mấy ngày này người chị cả vẫn luôn lạnh lùng, đến tối thì như một con người khác, chạy đến thách thức hắn, mặc dù lần nào cô cũng bị Lục Vân ôm rồi ném vào phòng tắm. Nhưng không thể không thừa nhận chính là ý chí chiến đấu của Diệp Khuynh Thành thực sự đang dần tăng lên. Lúc đầu, cô có thể kiên trì được khoảng 15 phút dưới sự hỗ trợ của Lục Vân, nhưng bây giờ cô ấy có thể kiên trì được hơn 20 phút. Ít nhất còn lợi hại hơn Liễu Yên Nhi. Về phần Đại học Giang Nam, lớp học tìm hiểu về trung y của Lục Vân đã thay đổi từ cố định thứ 3 và thứ 5 hàng tuần thành bất cứ lúc nào, chỉ cần nhà trường thông báo trước ngày học một ngày, buổi tối ngày hôm sau lớp học này sẽ vô cùng đông đúc sinh viên. Hôm nay, có một vài bệnh nhân kỳ quái đến Hạnh Lâm Đường. Được Lâm Thanh Đàn và Dư Hồng Văn ra tay điều trị xong vẫn không có tác dụng gì cả. Hoàn toàn không thể điều tra ra nguyên nhân bệnh. Sau khi Lục Vân nhận được tin tức, hắn lập tức đến Hạnh Lâm Đường, hắn thấy lông mày của những bệnh nhân này được bao phủ bởi một lớp tà khí màu xanh tím, đó là nguyên nhân khiến cơ thể họ khó chịu. Khi gặp phải tà ma, thuốc men thông thường hay điều trị bằng châm cứu rất ít có tác dụng. Lục Vân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng đạo pháp, loại trừ sạch sẽ tà khí cho bọn họ. Sau khi hỏi kỹ, thì biết được những bệnh nhân này đều đến từ thôn Vĩnh Khê, hơn nữa sau khi bọn uống nước suối từ thôn Vĩnh Khê mới cảm thấy cơ thể không khỏe. Lục Vân quyết định đến thôn Vĩnh Khê điều tra. Thôn Vĩnh Khê là một ngôi làng nằm ở phía nam Giang Thành, được các ngọn núi bao quanh, cho đến nay vẫn chưa bị các ngành công nghiệp hiện đại làm ô nhiễm, nước suối chảy ra từ khe núi hoàn toàn có thể uống trực tiếp. Bao nhiêu năm nay, dân làng thôn Vĩnh Khê đều uống như vậy. Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Gần đây,
dường như nguồn nước đã xảy ra vấn đề gì đó. Sau khi người dân thôn Vĩnh Khê uống nước suối, ít nhiều gì đều cảm thấy cơ thể khó chịu. Sau khi hiểu sơ qua về tình hình, Lục Vân một mình vào núi, men theo dòng sông, đi ngược dòng và cuối cùng tìm thấy manh mối trong một hang động gần đầu nguồn. Một cổ tà sát chỉ khí cường đại đang phát ra bên ngoài hang động. Chắc hẳn đó là vấn đề. Lục Vân mở huyền chân nhãn pháp ra, quét qua hang động tối tăm, tập trung quan sát vào những khu vực mà tà sát chỉ khí mạnh nhất. Đột nhiên từ trong dòng suối chảy qua hang động, hắn phát hiện ra một vật thể tối đen như mực phát ra chút ánh sáng yếu ớt. Tà linh khít. Lục Vân nhanh chóng nhận ra rằng vật thể đó có nguồn gốc của tử sát chỉ khí, là một món vũ khí tử linh khí. Nhưng ngay khi Lục Vân vừa định đi vào trong động lấy tà linh khí ra ngoài, đột nhiên một bóng người xinh đẹp chạy nhanh từ đầu bên kia hang đi tới, cầm lấy tà khí linh trước, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Mặc dù hang động giống như một đường hầm không đủ ánh sáng, nhưng Lục Vân vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của người bên kia vì còn mở huyền chân nhãn pháp, ngay lập tức kích động hét lên, chị Năm. Hả, bóng người xinh đẹp bên trong sững sờ trong giây lát, cô dừng bước lại với vẻ mặt khó hiểu. Lần này, Lục Vân càng chắc chắn rằng đó là chị Năm Sở Giao, là người mà hẳn nhìn thấy trong bức ảnh của ông nội Ngô, mặc dù khuôn mặt của người trong tấm hình có hơi mờ. Chị Năm, là em, Tiểu Lục Vân. Lục Vân lại kêu một tiếng. Tiểu Lục Vân, Sở Giao lắc đầu mấy cái, ngập ngừng đi ra khỏi sơn động, sau khi nhìn rõ dung mạo của Lục Vân, đôi mắt đẹp của cô sáng lên, nói thật sự là em sao, Tiểu Lục Vân, chị còn tưởng là ai đến đánh cắp kho báu của chị đó. Phản ứng này là có hơi sai. Quả nhiên, như chị cả đã nói, chị ấy không hề kích động như tưởng tượng, phải biết rằng khi hắn nhìn thấy chị Tư trở lại, chị ấy đã kích động ôm cổ hẳn hét lên không ngừng. Phản ứng của chị Năm thì, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng so với những người chị khác thì quá bình tĩnh, không giống như nhìn thấy người mình yêu thương sống lại từ cõi chết. Nhưng mà Lục Vân cũng không có giải đáp nghi vấn trong lòng, mà chỉ nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Giao. Ngữ khí kỳ quái nói, chị Năm, sao mặt chị lại dính đầy bùn đất vậy? Dung mạo của Sở Giao không hề thua kém với các người chị gái khác của Lục Vân, nếu so sánh ai đẹp hơn thì có chút khó khăn, chỉ có thể nói khí chất của họ không ai giống ai. Khuôn mặt của Sở Giao rất thanh tú, các đường nét trên khuôn mặt của cô cũng rất hoàn hảo, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, mà cô đã làm mình thành bộ dạng dính đầy bùn đất như vậy. Ha ha, nếu em cũng mới đi ra từ mộ. Chắc em còn dính nhiều bùn đất hơn so với chị bây giờ đấy. Sở Giao cười nhạt nói, sau đó cúi người, dùng tay tát nước lên rửa mặt, liên tục tát như vậy mấy lần, khuôn mặt cuối cùng cũng sạch sẽ, thực sự đẹp đến cực điểm. Lục Vân không nói nên lời, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp như thế này, tại sao phải biến khuôn mặt mình thành ra như vậy chứ? Chờ đã, chị vừa nói gì, mộ. Sau khi Lục Vân nhận ra liền cả kinh nói, chị Năm. Sao chị lại thiếu đạo đức như vậy, lại đi đào mộ tổ tiên nhà người ta? Tiểu Lục Vân em nói bậy cái gì vậy, cái gì mà đi đào mộ tổ tiên, chị chỉ đi đến những ngôi mộ không chủ, hơn nữa chị không phải đi làm chuyện xấu, chẳng qua là đi thu thập tà linh khí mà thôi. Sở Giao trừng mắt lên nhìn Lục Vân mà trách móc, sau đó dường như nhớ tới cái gì, kinh ngạc hỏi, sư bá không có dẫn em đi thăm mộ sao? Sư bá, lời nói Sở Giao có chút kỳ quái. Nhất thời làm Lục Vân ngây người ra, cho rằng đầu óc cô hỏng rồi, bắt đầu nói nhảm. Nhưng ngay sau đó Sở Giao nói, đúng vậy, sư phụ của em có phải là Thiên Huyền Tử không? Sư phụ của chị là Thiên Diệu Tử, bọn họ là sư huynh muội của nhau, vậy thì sư phụ của em không phải là sư bá của chị sao? Này! Trong chốc lát, trong đầu Lục Vân đột nhiên vang lên một trận ong ong, mở to hai mắt trừng lên. Hình như hắn có nghe lão đạo sĩ nói đạo hào của ông ấy là Thiên Huyền Tử, nhưng Lục Vân không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng lão đạo sĩ là một người cô độc mà thôi. Nhưng những lời của chị Nam nói đã khiến hắn nhận ra rằng mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Chờ em thấm cái. Lục Vân hít sâu một hơi, cố gắng áp chế chấn động trong lòng, một lát sau lại nói, ý của chị là, thật ra chúng ta là người cùng một tông môn, mà chị. Dựa theo vai vế mà nói. Chị là sư muội của em sao? Chị gái trở thành sư muội có thứ kích thích như vậy sao? Sở Giao nghiêm túc gật đầu, nói, đúng vậy. Lục Vân hít sâu một hơi, rất nhanh liền phản ứng lại, võ nhẹ vào đầu Sở Giao, nói, vậy chị còn. Không mau gọi em sư huynh đi.
Vốn tưởng Sở Giao sẽ tức giận, ai ngờ cô chắp tay trước ngực nói, Sở Giao bái kiến sư huynh. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, giống như một trận gió thoảng qua căn nhà gỗ trong sơn cốc, dưới mái hiên những chiếc chuông gió đung đưa nhẹ nhàng, chúng chơi ra những tấu khúc chữa lành tâm hồn. Lục Vân thực sự chưa bao giờ dám mơ rằng một ngày nào đó dựa vào vai vế mà hắn có thể hạ chị Năm xuống dưới mình như vậy. Đừng nói nữa, thực sự rất thú vị. Gọi lại một lần nữa. Chào sư huynh. Gọi lại. Tiểu Lục Vân, có phải em cố tình chọc giận chị đúng không? Đừng quên, chị là chị gái của em đó. Trên khuôn mặt thanh tú của Sở Giao rốt cục cũng hiện lên một tia tức giận, cô chống nạnh một cách đầy giận dữ và hét lên, gọi chị gái, 50 lần. Sự kiêu căng ngạo mạn của Lục Vân nhất thời bị quét sạch. Quả nhiên là trả giá chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Sau khi thành thật gọi chị gái 50 lần, Lục Vân hỏi, chị Năm, nếu chị nói như vậy, thì chị sớm đã biết em vẫn còn sống. Tất nhiên, sư phụ của chị đã nói cho chị biết từ lâu rồi, nhưng sư phụ của chị cũng đã nói chị tạm thời không thể tiết lộ tin tức về em cho bất kỳ ai, vì vậy chị đã giữ kín nó với các chị em khác. Nghe những gì Sở Giao nói, Lục Vân ngay lập tức cảm thấy tốt hơn. Lúc đầu còn tưởng rằng chị Năm không quan tâm đến mình nữa, nhưng hóa ra là do chị ấy đã biết mình còn sống nên đương nhiên sẽ không kích động như các người chị khác khi nhìn thấy mình. Rất nhanh Lục Vân lại tò mò hỏi, đúng rồi, chị Năm, chị nói chúng ta có tông môn, vậy tên của tông môn của chúng ta là gì? Vị trí tông môn ở nơi nào? Còn có, chị biết sư phụ của em hiện tại ở nơi nào không? Trong lòng Lục Vân thực sự có quá nhiều nghi ngờ. Ngay từ ngày đầu tiên trở lại Giang Thành, hẳn đã phát hiện trong người mình có quá nhiều bí ẩn, để giải thích những bí ẩn này chỉ có cách đi tìm lão đạo sĩ. Sự xuất hiện của chị Nam dường như mang đến hy vọng giải quyết được bí ẩn. Sở Giao nhìn hắn một cách kỳ lạ, nói thực sự chị không biết sư bá đã làm gì trong suốt những năm qua, nhưng ông ấy không nói em bất cứ điều gì à. Ông ấy chính là một người vô trách nhiệm. Nếu không ông ấy cũng sẽ không lấy tranh của em vẽ bán kiếm tiền. Lục Vân tức giận nói. Được, chị sẽ trả lời, chị không biết vị trí của tông môn, sư phụ cũng chưa từng nói cho chị biết, về phần sư bá ở đâu, ngay cả em đệ tử thân truyền cũng không biết, vậy làm sao chị biết được? Vậy cuối cùng đã trả lời chưa? Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lục Vân, Sở Giao đắc ý lắc đầu và nói, nhưng đừng nản lòng, ít nhất chị biết tên của tông môn của chúng ta. Lục Vân mong đợi hỏi, tên của tông môn chúng ta là gì? Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Tông. Đúng vậy, Trưởng Thiên Hạ Chi Đại Đạo, Thiết Vạn Linh Chỉ Thiên Cơ, Thiên Đạo Tông. Trưởng Thiên Hạ Chi Đại Đạo, Thiết Vạn Linh Chỉ Thiên Cơ sao, Thiên Đạo Tông, cái tên này dường như ẩn chứa ẩn ý cao cả gì đó. Sư môn của chúng ta, nhất định là vô cùng nổi danh. Đạo trong đại đạo tặc khống chế thiên hạ, thiên trong đánh cắp thiên cơ của vạn vật có linh hồn. Ẩn ý cao cả. Sắc mặt Sở Giao đột nhiên có chút cổ quái, cô nói, chị thì không thấy như vậy, thậm chí còn có chút xấu hổ. Sư phụ nói, những người bên ngoài kia mỗi ngày gọi chúng ta là Kê Minh Cẩu Sao Tông, sư phụ cũng nói thêm, nhất định không được tiết lộ tên tông môn trước mặt người ngoài, nếu không rất dễ bị người ta đánh chết. Ý khinh bỉ, chỉ vật thấp kém. Nhất thời sắc mặt Lục Vân tối sầm lại, nói, vì bọn họ ghen tị. Trên thế giới này có quá nhiều con mắt màu hồng sao, họ nhìn người khác rất tệ, không tiết lộ ra bên ngoài cũng tốt, không thôi sẽ bị người A bình luận tiêu cực một cách ác ý. Chỉ những người ganh đua, đỏ mắt với thành quả của người khác. Bình luận tiêu cực ác ý như thế nào? Không có gì đâu, chỉ cần nhớ kỹ, bọn họ càng ghen ghét, thì khả năng tương lai tông môn chúng ta phát triển mạnh càng lớn, Thiên Đạo Tông, vừa nghe tới liền cảm thấy tim đập loạn nhịp. Lục Vân rất hài lòng với cái tên này. Chỉ có một điểm làm hắn không hiểu. Một tông môn vừa điên cuồng và tuyệt vời như vậy, tại sao lão đạo sĩ lại muốn giấu đi, ở trong đạo quán 10 năm, cũng không nói cho mình một tiếng. Sợ hắn sẽ lấy cái tên này ra ngoài khoe khoang sao? Vậy là không tin tưởng hắn quá rồi. Sở Giao nhìn bộ dạng có phần tự hào của Lục Vân, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cô càng trở nên kỳ lạ hơn. Cô nghĩ đầu óc của Tiểu Lục Vân nhất định có vấn đề vậy mà hẳn lại nên mới cảm thấy cái tên Thiên Đạo Tông này thật tuyệt. Không thấy xấu hổ sao sao? Lúc này Lục Vân mới từ trong tưởng tượng vô hạn về Thiên Đạo Tông vừa rồi mà hoàn hồn lại, lén liếc Sở Giao một cái nói, em không có ý gì. Nhưng chị Năm, nhiều năm như vậy rồi mà chị chậm lớn quá phải không?
chậm lớn, em nói bậy. Sở Giao kiếng chân lên, đầu tiên là dùng tay so đầu mình và đầu hắn, thấy mình đã ngang tai Lục Vân thì cô ta so đo, nói chị chậm lớn hồi nào. Chứ, Lục Vân nói, em đang nói về chiều cao à? Theo ánh mắt của Lục Vân, Sở Giao cúi đầu, ánh mắt rơi vào bộ ngực nhỏ nhắn của cô, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đương nhiên Sở Giao hiểu được ý của Lục Vân, lông mày nhăn lại một cái, nhưng vẫn vùng vẫy nói, em hiểu cái gì, sư phụ chị nói, cái này kêu thiên phú dị bẩm, nếu cứ như chị hai, nói không chừng vừa vào tới cửa mộ đã bị ngực làm kẹt lại rồi. Nhỏ chính là nhỏ, không nên tìm lý do, là thiên phú dị bẩm ly là nhỏ. Lục Vân nói xong còn duỗi ra một đầu ngón tay chọc chọc. Hành động này là để chị Nam nhận ra chỗ còn thiếu của mình, muốn cô dũng cảm thừa nhận sự thật. Mặt mày Sở Giao nhất thời tối sầm, mặt cười lạnh nói, chị nói thiên phú dị bẩm chính là thiên phú dị bẩm, em còn dám nói nữa, chị. Chị liền đánh chết em đó tiểu Lục Vân. Nói xong thân thể yêu kiều của cô nhoáng lên một cái, giống như một con cọp cái, mạnh mẽ xông về phía Lục Vân. Đồng thời trong tay còn xuất hiện một viên linh đăng kỳ quái, đinh linh linh lay động, một vòng sát khí lập tức ca về phía Lục Vân. Hôm nay chị sẽ cho em thưởng thức sự lợi hại của siêu hồn linh này, hừ. Sở Giao ngạo kiều hừ một tiếng, ra tay thật sự không lưu tình chút nào. Hai mắt Lục Vân híp lại, trong ánh mắt toát ra vẻ đăm chiêu. Hà ẩn đã nhìn ra, chị Năm thật sự không phải người tu luyện, mà là một người tu đạo. Phải nên nói là người của Thiên Đạo Tông, chủ yếu đều là người tu đạo, kể cả lão đạo sĩ không trách nhiệm của Lục Vân cũng vậy. Cho nên ở 10 năm trên chân núi kia, cái mà sư phụ truyền thụ cho Lục Vân cũng chỉ có y thuật cùng linh pháp, cái thần công không tên để hắn biến thành người tu luyện kia, cũng chỉ là một quyển bí tịch lão đạo sĩ cho hắn, toàn bộ nhờ chính bản thân hắn tự mình tu luyện thành. Mà sau khi Lục Vân học thuộc lòng hết quyển thần công không tên kia, lão sư phụ cũng đã đốt sạch quyển bí tịch đó. Đồng thời, Lục Vân cũng nhìn ra nguyên nhân chị Năm thu thập tà linh khí, bằng cách siêu hồn linh, thứ có thể căn nuốt sạch tà linh khí bên trong tà sát chỉ khí, chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Thú vị! Lục Vân lộ ra vẻ mặt khôi hài, khi Sở Giao điều khiển sư hồn linh để tấn công, hắn đột nhiên mở miệng và phun ra ba chữ lớn, Phi Kỳ Tràng. Này không chỉ là ba chữ đơn giản, mà khi hắn đọc nhấn rõ từng chữ, nó lập tức hóa thành ba đạo cổ ấn phủ màu xanh, tức tốc bay ra quấn cùng một chỗ với tà sát chỉ khí kia. Giống như tinh hỏa liêu nguyên. Khoảnh khắc tà sát chi khí chạm vào ấn phù, khói đen bốc lên tứ phía, theo sau là một chuỗi ngọn lửa chói lọi. Sở Giao kêu lên, vội vàng ném siêu hồn linh nóng bỏng vào làn nước trong vắt, xèo một tiếng, từ làn nước bay lên một cột khói trắng. Thổ khí thành ấn. Mi mắt xinh đẹp của Sở Giao khế run lên, thầm nghĩ trình độ đạo pháp của Lục Vân sao mà mạnh như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trêu tức của Lục Vân, cô nhớ lại ba chữ Phi Kỳ Tràng sao vừa rồi khiến thân thể mảnh khảnh của cô run lên. Nào, nào, thử lại đi, có bản lĩnh thì đánh chết chị đi. Sở Giao cũng không thích so tài đạo pháp với Lục Vân nữa, cứ thế mà nhào vào người Lục Vân, cô thật sự không tin, Lục Vân dám dùng đạo pháp làm tổn thương cô. Quả nhiên như Sở Giao đoán, Lục Vân làm sao dám động thủ, cô là chị Năm của hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận, để cho Sở Giao đánh hắn một trận. Em có phục hay không? Phục rồi, chị Năm, chị có thiên phú dị bẩm, đứa em trai này không phải là đối thủ của chị. Hừ, như vậy thì được, sau này không được dùng lời lẽ như vậy chọc giận chị nữa. Sở Diêu tức giận, mò mẫm trong làn nước nhặt siêu hồn linh lên, một lúc sau mới bình tĩnh lại nói, sư huynh, chị nói cho em biết, hai ngày nữa sư phụ của chị sẽ đến Giang Thành, nếu như em có bất kỳ nghi vấn gì, em có thể tự mình hỏi bà ấy. Tinh khí này thực sự đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tự nhiên bây giờ lại gọi hắn là sư huynh. Lục Vân cảm thấy bất lực. Thân phận sư huynh này thật sự rất hèn mòn, về sau không nên khiêu khích Phi Kỳ Tràng này. Lục Vân hỏi, sư phụ của chị đến Giang Thành chỉ để gặp em sao? Gần đúng, đến lúc đó em dám ở trước mặt sư phụ chị ăn nói lung tung, hừ hừ. Em hiểu mà, chị Năm, chị phải tôn trọng sư huynh này, không được làm hành động vô lễ. Lục Vân vuốt vuốt má đã đỏ ửng của mình nói. Ha ha, sư huynh thật hiểu chuyện. Sở Giao nở nụ cười ngọt ngào nhất thời khiến Lục Vân thất thần. Nếu như bỏ yếu tố Phi Kỳ Tràng sang một bên,
chị Năm quả thực là một tiểu mỹ nhân thanh tú, chỉ riêng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không chê vào. Đâu được đã đủ che đi những khuyết điểm khác. Hơn nữa so với chị Bảy Lạc Ly, tính tình của cô vẫn là khá tốt, ít nhất sau khi tức giận cô cũng chỉ véo má, không giống chị Bảy, trực tiếp động miệng. Nghĩ đến đây, Lục Vân lại một lần nữa cảm thấy đau nhói ở đũng quần. Khi hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một âm thanh xuyên qua không khí, sau đó bốn người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt họ. Một người mặc áo choàng đen tức giận hét lên, chính là cô gái chết tiệt này đã đào mộ lão thủ lĩnh của chúng ta, còn trộm đi không ít tà linh khí, hôm nay nhất định phải đem cô ta đóng đỉnh trước mộ lão thủ lĩnh, để tỏ lòng thành kính với linh hồn lão thủ lĩnh trên thiên đường. Nghe vậy, Lục Vân không nói nên lời nhìn Sở Giao và nói, chị Năm, không phải chị nói chị chỉ cướp những ngôi mộ vô chủ thôi sao? Chuyện này là sao? Sở Giao đỏ mặt, xấu hổ ngãi đầu nói, chị đào nhầm. Nhưng chị không có sai, bọn tà linh giáo như họ cũng không phải thứ tốt lành gì, bình thường như chuột trốn chui trốn nhủi, vũ minh không bao. Giờ tìm được bọn họ, lần này chị không cẩn thận đào nhầm mộ thủ lĩnh của họ, coi như là quả báo đi. Lục Vân khâm phục, chị Năm, chị thật đúng là hiện thân của chính nghĩa mà. Ha, ha, sư huynh quá khen, nhưng mà không cần em phải tâng bốc nữa, chúng ta mau tìm cách chuồn đi. Chị nghe như thế nào thành em đang tâng bốc vậy? Chị có biết nói mát là gì không? Lục Vân oán giận nói, em không phải có ý đó, chị Năm, chị quá nhát gan, chưa đánh với đám lâu la này đã muốn chạy trốn rồi. Em hiểu cái gì, chẳng lẽ sư bá không nói cho? Em biết, tông chỉ của Thiên Đạo Tông chúng ta vĩnh ỷ viễn không thay đổi, trốn thoát là trên hết sao? A hát, thiếu chút nữa quên, sư bá không nói cho em biết chúng ta có tông môn, em không biết chuyện này cũng bình thường. Đường đường là Thiên Đạo Tông, lại nhát gan như chuột vậy sao? Thật là một sự ô nhục của tên tuổi của tông môn. Lục Vân đương nhiên là không đành lòng, hôm nay hắn nhất định sẽ cải chính tên tuổi của Thiên Đạo Tông. Chị Năm, chị ở chỗ này nhìn là được rồi, em đi xử lý bốn tên lưu manh kia. Không được, chúng ta nhất định phải tuân theo tông chỉ ban đầu, bất kể thực lực đối thủ như thế nào, đều phải chạy trốn trước, chỉ khi chạy trốn thì chúng ta mới có thể ra tay phản kích. Đây là tông chỉ nhảm nhí gì vậy? Bây giờ em rút khỏi Thiên Đạo Tông có quá muộn không? Vậy thì em là kẻ phản đồ tông môn. Cuộc trò chuyện giữa hai người tự nhiên rơi vào tai của bốn tên tà linh giáo. Khuôn mặt của bọn chúng đột nhiên vặn vẹo vào nhau, giận dữ hét lên, cẩu nam nữ các người, đang muốn chơi đùa cùng chúng tôi à? Cẩu nam nữ? Sắc mặt Lục Vân lập tức tối sầm lại, hắn không thèm để ý đến tông chỉ vớ vẩn đó nữa, nháy mắt thở ra một hơi lạnh lùng, có thể giết chết bốn người mặc áo choàng đen. Ba hi! Một trường như sấm, một đạo điện quang màu lam từ đầu ngón tay bản ra, cơ hồ là trong nháy mắt. Thân thể tên đàn ông mặc áo choàng đen biến dạng trong chốc lát, sau đó hóa thành cho bụi bay đi, không còn sót lại thứ gì. Võ giả. Sắc mặt của ba người mặc áo choàng đen sợ đến mức tái nhợt đi, nhìn trái nhìn phải, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Họ thực sự không ngờ rằng chàng trai trẻ này lại là một võ giả với thực lực mạnh mẽ như vậy. Họ đang tự ném mình vào bẫy. Lục Vân quay đầu lại nói, chị Năm, mau nhìn xem. Em đang bao vây ba người bọn họ, chỉ có muốn em giữ lại một mạng cho chị tích lũy kinh nghiệm không? Mẹ kiếp, thằng nhãi này lại lấy chúng ta ra làm trò tiêu khiển. Ba tên mặc áo choàng đen phẫn nộ, trong cuộc đời bọn chúng chưa bao giờ phải đối mặt với sự khinh miệt trắng trợn như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy mà hét lớn, cẩu nam nữ, đắc tội với tà linh giáo của chúng ta, các người sẽ chết rất thảm. Muốn chạy? Ánh mắt Lục Vân kiên định. Một cỗ khí thế bá đạo đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể, hắn quát, nghe cho rõ, người giết bọn mày, chính là đại đệ tử của Thiên Đạo Tông, Vương Cương. Mỗi một lời nói ra liền hóa thành một đạo ấn phù màu xanh, oanh kích lên cơ thể ba người mặc áo choàng đen, trong chốc lát bọn chúng liền biến mất. Ừng ực, Sở Giao ngã khuỵu xuống suối. Sau khi Lục Vân xử lý xong ba người đàn ông mặc áo choàng màu đen, lạnh lùng quay lại bên cạnh Sở Giao, nói, sao vậy, chị Năm? Vừa rồi em có vô tình làm chị bị thương không? Khụ khụ, không có gì không có gì, tiểu Lục Vân vừa rồi em thật sự là quá bá khí, đúng rồi. Làm sao em có thể trở thành võ giả? Không phải em cũng như chị, đều là tu đạo sao? Sở Giao nhìn thần thái cường bạo của Lục Vân, hỏi.
Lục Vân nói, tình huống của em khá đặc biệt. Bây giờ không chỉ có em, chị cả và chị ba dưới sự hỗ trợ của em cũng trở thành võ giả, nếu chị cũng. Không, không, nếu giờ em hướng dẫn chị tu luyện, vậy em tính là sư huynh của chị hay là sư phụ của chị, chẳng phải như vậy vai vế sẽ bị rối loạn lên hết sao, em nói coi có đúng không? Sở Giao vội vàng lắc đầu nói. Không có vấn đề gì cả. Hai người trở về biệt thự Lục Nhân, các chị em khác của cô không có ở nhà. Sở Giao vừa về đến nhà liền lao vào phòng tắm, dù sao cô cũng vừa trộm mộ của lão thủ lĩnh Tà Linh giáo, mặc dù cô đã rửa sạch nhưng người vẫn còn bẩn, cảm thấy rất khó chịu. Lần tắm rửa này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, như để gột rửa hết những điều xui xẻo trên cơ thể. Sở Giao gội rửa hết tất cả. Tắm xong cô lại bối rối, vì đã mắc phải sai lầm giống như Diệp Khuynh Thành năm đó, quên mang quần áo sạch vào, thậm chí còn mắc một sai lầm nghiêm trọng hơn cả Diệp Khuynh Thành. Năm đó, sau khi Diệp Khuynh Thành tắm xong, không hiểu sao khi đi ra cô ấy chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, cuối cùng không cẩn thận làm rơi xuống, lại không may bị Lục Vân nhìn thấy. Nhưng Sở Giao còn hơn thế. Vừa tắm vừa giặt rũ, dường như đã hoàn toàn quên mất Lục Vân đang ngồi trong phòng khách, còn tưởng rằng bọn họ vẫn là chị em như trước, mặc hay không mặc gì cũng không quan trọng. Vì vậy, khi cô vừa bước ra vừa lau mái tóc ướt của mình bằng khăn tẩm, thì cảnh tượng trong phòng như đóng băng lại trong giây lát. Bởi vì thời gian tắm đủ lâu, Sở Giao vừa mở cửa phòng tắm ra, làn sương nước chẳng xóa bên trong cũng bay ra, giống như cô là tiên nữ từ trong chuyện bước ra. Nhưng mà tiên nữ quên mặc quần áo, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau. Sở Giao vừa lau mái tóc ướt của mình thì sững người, sau đó mặt đỏ bừng mà hét lên, ném khăn tắm vào mặt Lục Vân rồi lao nhanh vào phòng ngủ. Lục Vân lấy chiếc khăn tắm đang phát ra mùi thơm cơ thể nồng nàn trên mặt xuống, lông mày cau chặt, trong đầu chạy loạn ABCDA. Có vẻ như trước đó hắn nhìn lầm rồi. Cũng không phải chị Năm không có gì cả, chỉ là do thấy qua cái của các chị em khác của cô, cho. Nên mới cảm thấy của chị Năm bình thường hơn, đương nhiên, còn phải trách cô quấn nó quá chặt, dù biết là làm như vậy để thuận tiện cho việc đi lại trong mộ. Hai ngày sau, khi Lục Vân nhìn thấy Thiên Diệu Tử, sư phụ của Sở Giao, cũng là sư cô của Lục Vân, cuối cùng cũng hiểu tại sao bà ấy nói Sở Giao có thiên phú dị bẩm. Bởi vì, đây mới gọi tầm thường thực sự. Sở Giao cung kính nói, sư phụ, con đã nói cho sư huynh biết về tông chỉ của Thiên Đạo Tông chúng ta, nhưng hắn vẫn còn một số vấn đề muốn hỏi người. Thiên Diệu Tử gật đầu, nhìn Lục Vân và nói, xem ra lúc đó giao nhiệm vụ dạy dỗ cho Thiên Huyền Tử sư huynh là rất đúng đắn. Sau 15 năm mà có thể trưởng thành đến mức này đã là rất tốt rồi. Còn có vấn đề gì muốn hỏi ta sao, mặc dù. Nhất thời Lục Vân không nói nên lời. Đã nói như vậy rồi, vậy rốt cuộc hắn có nên hỏi hay không? Chắc chắn, Thiên Đạo Tông cũng không phải là một tông môn đoan chính gì. Lục Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi ra tất cả những nghi vấn trong lòng, đại khái là về thân thế của bản thân, còn có kẻ phía sau vạch ra kế hoạch, rốt cuộc có dụng ý gì? Và còn có Thiên Đạo Tông này, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Diệu Tử yên lặng lắng nghe, cuối cùng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý và nói, khi đến lúc, mọi thứ sẽ được tiết lộ. Điều con cần làm bây giờ là bảo vệ mấy chị gái của mình. Quả nhiên, hỏi rồi cũng vô nghĩa. Lục Vân có vẻ bực dọc khi bị những người này chơi đùa như một con khỉ. Lúc này, Thiên Diệu Tử đột nhiên kéo hắn sang một bên, thần bí nói cái kia. Sư Điệt. Ta hỏi con một câu, con đã trở lại Giang Thành lâu như vậy, nắm bắt được bao nhiêu rồi? Lục Vân trợn tròn mắt ngay lập tức nói, nắm bắt cái gì? Đương nhiên là chị gái của con. Nói xong còn nháy mắt, thử nhìn xem có chỗ nào trông giống một đạo cô nghiêm túc không? Mặc dù Lục Vân hoài nghi, nhưng vẫn thật thà nói, sư phụ con nói, trước khi vô danh thần công chưa đại thành, không được dễ dàng phát tiết nguyên dương, cho nên con vẫn luôn an phận thủ thường. Thiên Huyền Tử sư huynh thật sự nói với con như thế. Sắc mặt Thiên Diệu Tử nhất thời trở nên có chút cổ quái, nhìn thấy Lục Vân gật đầu, không khỏi cười nói, ha ha, sư huynh rất biết chơi, thật thú vị. Có ý gì, Lục Vân khó hiểu. Không có việc gì, ngoan ngoãn nghe lời sư phụ con nói được rồi, nhớ kỹ, bảo vệ tốt các chị gái của con. Thiên Diệu Tử cũng không giải thích gì nhiều, nụ cười hàm chứa ý sâu xa. Thiên Diệu Tử nhẹ nhàng rời đi như lúc đến, vẫy vẫy ống tay áo không để lại chút bụi trần.
Lục Vân lại muốn kiếm đầu trọi bà ta, nghi hoặc trong lòng không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Còn không bằng không tới. Sở Giao lắc đầu, tò mò hỏi, sư huynh, vừa rồi sư phụ muội đã nói nhỏ gì với huynh vậy? Muội thật sự muốn biết, muốn, đương nhiên huynh có thể không trả lời. Hiện tại Lục Vân nghe thấy ba chữ không trả lời thì muốn phát điên, câu này không phải trêu cợt người ta sao? Hắn không giống đạo cô không đứng đắn vừa rồi, thích khoe khoang làm ra vẻ, vì thế nghiêm túc trả lời, bà ta nói muốn em tìm cơ hội ngủ trị. Sở Giao sửng sốt. Sau đó gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nổi giận, nói tiểu Lục Vân em nói bậy, sư phụ chị là người đứng đắn, sao có thể nói mấy câu lưu manh như vậy? Với em không được sỉ nhục sư phụ chị. Sư phụ chị đứng đắn, em đã gặp nhiều người như vậy rồi, chỉ có bà ta không đứng đắn nhất. Lục Vân nói thầm một câu trong lòng, nhưng cũng không thốt lên, bởi vì ha biết nếu để chị Nam nghe thấy lời này thì nhất định lại tức giận. Có thể cảm nhận ra điều này từ giọng điệu của cô. Về đến nhà, Diệp Khuynh Thành bắt chéo chân ngồi trên sofa, dáng ngồi này không những không chướng tai gai mắt, ngược lại còn tạo nên nét quyến rũ khác thường, cái quần màu đen ôm sát đã làm cặp chân vốn tinh tế mượt mà kia càng thêm cân đối. Thấy Lục Vân trở về, cô vui mừng ra mặt, nhích mông qua bên cạnh rồi vỗ vị trí mình vừa ngồi và nói, tới đây, tiểu Lục. Vân em ngồi ở đây, chỉ có chuyện cần thương lượng với em. Sở Giao rất thức thời mà trở về phòng mình, Lục Vân lại nghỉ hoặc đi qua ngồi xuống, còn có thể cảm. Giác được độ ấm do Diệp Khuynh Thành để lại trên sofa, hắn hỏi, làm sao vậy chị Khuynh Thành? Hôm nay tâm tình Diệp Khuynh Thành rất không tồi, nhưng người ngóng nhìn Lục Vân và nói, tiểu Lục Vân, phía Kim Lăng Khương nói muốn giao hết xí nghiệp gia tộc cho tập đoàn Khuynh Thành chúng ta, em nói xem chị có nên chấp nhận không? Từ lần trước Lục Vân đi đến Kim Lăng gây một loạt sự kiện, Khương Chính Hồng đã cảm thấy tôn kính và bội phục hắn từ đáy lòng. Khi đi đến tỉnh Diệp Gia Giang Nam hỏi thăm thì mới biết được từ miệng Khương Lam, rất có khả năng thanh niên tên là Lục Vân này sẽ trở thành cháu rể tương lai của mình, Khương Chính Hồng lập tức cao trào ngay tại chỗ. Lục tiền bối là nhân vật như thế nào? Đó chính là cao nhân tuyệt thế ép cho võ minh khu Đông Hải cũng phải cúi đầu. Bảo là Khương Chính Hồng tặng xí nghiệp gia tộc cho Diệp Khuynh Thành. Chỉ bẵng nói là ông gián tiếp đưa cho Lục Vân, về sau chỉ cần hai người kết hôn thì thứ của Diệp Khuynh Thành còn không phải của Lục Vân sao? Hơn nữa có cao nhân tuyệt thế như Lục Vân chấn giữ, Khương Chính Hồng tin chắc rằng địa vị của Khương gia bọn họ ở Kim Lăng ít nhất cũng không bị ai lay động trong vòng trăm năm, cho dù muốn tiến quân kinh thành cũng chưa chắc. Không thể. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khiến Khương Chính Hồng quyết định làm như vậy, chuyện lúc trước làm ông quá thất vọng về đám người Khương Thường Nghiệp. Ông nghĩ so với giao tương lai của gia tộc cho họ, còn không bằng đưa cho Diệp Khuynh Thành. Nếu Diệp Khuynh Thành không chịu nhận lấy, cho dù là giao cho Diệp Hướng Vinh trước kia ông xem thường cũng tốt hơn đám người Khương Thường Nghiệp. Đây là ý của Khương Chính Hồng, đương nhiên cũng là ý của lão tổ tông Khương gia Khương Thiên Viễn. Biết được chuyện này, Diệp Khuynh Thành lập tức tìm Lục Vân thương lượng. Lục Vân cười nói, không phải chuyện tốt sao, chứng minh tương lai của tập đoàn Khuynh Thành rất có tiềm lực. Sớm hay muộn gì cũng có ngày trở thành xí nghiệp nổi danh toàn bộ Long Quốc, thậm chí là cả thế giới. Hoàn toàn có thể dự kiến được tương lai của tập đoàn Khuynh Thành. Chỉ riêng loại mặt nạ thần cấp Khuynh Thế Dung Nhan, này, nếu tuyên truyền quảng cáo đúng cách thì chỉ cần một thời gian là danh tiếng sẽ càng ngày càng tốt, trở thành nhãn hiệu mặt nạ đỉnh cấp thế giới cũng không thành vấn đề. Diệp Khuynh Thành nói, chỉ biết đây là chuyện tốt. Chẳng qua những chuyện xảy ra gần đây làm chị cảm thấy như đang nằm mơ, trong lòng có chút không yên. 3 tháng trước tập đoàn Khuynh Thành chỉ là một công ty nhỏ của Giang Thành, nhưng chỉ qua hơn 3 tháng đã nhảy vọt trở thành tập đoàn chục tỷ, thậm chí còn đang phát triển mạnh. Đổi lại là ai cũng sẽ có cảm giác hoảng hốt. Diệp Khuynh Thành lo lắng là chỉ nhánh công ty tỉnh thành vừa thành lập không lâu, nếu lại thâu gom sản nghiệp của Khương gia vào danh nghĩa thì sải bước này cũng quá lớn. Lục Vân an ủi chị. Chị phải tin tưởng thực lực của mình, sớm muộn gì tập đoàn Khuynh Thành cũng sẽ trở thành xí nghiệp tầm cỡ thế giới, sẽ có ngày chị phải đối mặt, nếu thật sự ngại mệt thì cùng lắm làm trưởng quầy phủi tay như chị ba là được. Vậy quá vô trách nhiệm. Diệp Khuynh Thành nhíu mày suy tư, đang tập trung thì bỗng cảm thấy hai chân bị người ta dùng tay căng ra, lập tức. Khiếp sợ, vội giấy rua cho Lục Vân một đạp rồi nổi giận nói, tên hư hỏng này, em làm gì vậy? Lục Vân vô tội nói. Không phải chị lo lắng sải bước của mình quá lớn, sợ sẽ căng háng sao,
em chỉ muốn chứng minh cho chị xem hai chân chị rất mềm dẻo, hoàn toàn không cần lo lắng như vậy. Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì sải chân lớn hơn nữa cũng đã sao. Gương mặt Diệp Khuynh Thành lại ửng đỏ, thở dài một hơi và nói, có ai chứng minh như em sao? Chị thấy em chỉ đang muốn chơi lưu manh. Cô trừng đôi mắt đẹp, lườm Lục Vân một cái. Vừa rồi cô thật sự khiếp sợ, đang êm đẹp ngồi trên sofa thì đột nhiên có một đôi tay sờ qua, cưỡng chế tách hai đầu gối của cô ra, trong nháy mắt có cảm giác nơi kia bị mở rộng ra, có thể không kinh hoàng sao. Nhưng Diệp Khuynh Thành cũng không trách cứ thêm, cô biết rõ đứa em trai này có đức hạnh gì, một lát sau bỗng lộ ra nụ cười gian xảo và nói, tên hư hỏng, chị nói với em một chuyện nữa. Cái gì? Thấy dáng vẻ thần bí của cô, trong lòng Lục Vân không khỏi tăng thêm vài phần tò mò. Diệp Khuynh Thành nói, chị Sáu Tiêu Thấm của em đang quay phim mới, đúng lúc tập đoàn Khuynh Thành chúng ta tài trợ cho bộ phim này, em thấy chị có nên dùng thân phận người tài trợ để nhét em vào làm diễn viên quần chúng, dọa chị Sáu của em không? Lục Vân cổ quái nhìn cô một cái và nói, chị Khuynh Thành, em phát hiện tuy mặt ngoài chị lạnh lùng cao ngạo, nhưng thật ra trong các chị gái thì chị là hư nhất. Lúc trước người nói muốn dọa chị ba cũng là cô, Lục Vân không thể không hoài nghi có phải sự cao ngạo lạnh lùng của cô đều là ngụy trang không? Em dám bôi nhọ chị, muốn ăn đòn. Diệp Khuynh Thành tức giận ném đôi giày xăng đan ra, sau đó trực tiếp nhét bàn chân ngọc tuyết trắng trong trẻo của mình vào miệng Lục Vân. Hai người ngồi trên sofa đùa giỡn trò chị giơ chân em há miệng, đột nhiên bên tai Lục Vân vang lên một tiếng nói, tiểu Lục Vân, phù hộ cho chị. Đây không phải là giọng nói của Diệp Khuynh Thành, mà là chị Tư Vương Băng Ngưng. Lục Vân lập tức cảnh giác, nhíu mày nói, chị Khuynh Thành, em ra ngoài một chuyến. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ đột nhiên nhớ tới hôm nay phải đi trị liệu cho một người bệnh, suýt nữa đã quên mất. Vì không để Diệp Khuynh Thành lo lắng, Lục Vân cũng không giải thích nhiều, mà một mình đẩy xe đạp rời khỏi biệt thự Lục Nhân. Khi đi ra bên ngoài, Lục Vân nhắm mắt lại, Hạ Ẩn điên cuồng kích thích pháp trận ý niệm trên người Vương Băng Ngưng, tình huống đại khái bên kia lập tức hiện lên trong đầu hẳn. Tuy hình ảnh mờ, nhưng mơ hồ có thể cảm giác ra Vương Băng Ngưng đang chạy trốn trong một mảnh rừng mưa. Bên cạnh cũng có vài bóng người đang điên cuồng chạy trốn, hẳn là những đồng nghiệp phóng viên của cô. Hơn nữa có thể nhận ra từ hướng mà pháp trận ý niệm truyền lại, chị Tư Vương Băng Ngưng căn bản không ở Campuchia, mà là mảnh đất giáp danh giữa Long Quốc và nước Nam Ngư. Chuyện điều tra vụ án bắt cóc quốc vương Cát Cát trước đó mà cô nhắc đến nhất định không đơn giản như vậy. Phanh! Đầu của một phóng viên đột nhiên nổ tung, đúng lúc chết ngay trước mặt Vương Băng Ngưng. Hình ảnh đến đây thì ngưng hẳn. Khóe mắt Lục Vân như muốn nứt ra. Chị Tư! Máu trong cơ thể Lục Vân lập tức sôi trào lên, ngọn lửa phẫn nộ cũng điên cuồng bùng nổ, cứ như muốn thiêu đốt sạch không khí bốn phía. Chị Tư, Lục Vân gào giống trong lòng, hẳn tuyệt đối không thể nhìn người chị nào của mình bị tổn thương. Tốc độ của hẳn tăng lên tới cực hạn, điên cuồng lao tới nước Nam Ngư. Ở biên giới phía Nam Long Quốc có tất cả 9 vị thần tướng thiên sáp điện tọa trấn nơi đây, tu vi đều nằm trên tôn giả cảnh, khi họ nhận được tin tức thì đều hoảng sợ biến sắc. Vương của bọn họ đang nổi giận, đang điên cuồng lao về hướng bên này. 9 người nhanh chóng quyết định. Dẫn theo một đám bộ hạ tu võ giả mang thanh thế hùng hồn tới gần nước Nam Ngư để tạo áp lực. Người phụ nữ của Vương tuyệt đối không thể có việc. Viên đạn bản thẳng đến, nhìn đồng bạn bên cạnh lần lượt ngã xuống, trái tim Vương Băng Ngưng đang nhỏ máu. Cô không phải đang theo vụ án quốc vương Cát Cát bị bắt cóc ở Campuchia, mà là điều tra một tổ chức vượt biên buôn bán người ở nước Nam Ngư, bởi vì đồng nghiệp sơ sẩy nên thân phận của họ bị bại lộ. Người đuổi giết bọn họ là lính đánh thuê do tổ chức kia mời đến, hơn nữa đội đánh thuê này đều là tu võ giả. Vèo. Một viên đạn bắn sượt qua thái dương của Vương Băng Ngưng, bản trúng một cây cổ thụ phía trước cô. Lưỡi dao gió gào thét thổi rát mặt cô, lỗ tai cũng bị tiếng xé gió bén nhọn làm chấn động kêu lên vù vù không ngừng. Nhưng Vương Băng Ngưng làm không được gì, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn, trong tay siết chặt lá bùa bình an xấu xí treo ở trước ngực. Hy vọng thật sự có thể mang đến vận may như tiểu Lục Vân đã nói. Phụt! Một viên đạn bắn vào vai trái Vương Băng Ngưng, đau đớn kịch liệt làm cô kêu lên sợ hãi, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt, cho rằng hôm nay mình sẽ chết ở đất khách quê người. Đám chết tiệt nước Nam Ngư tụi mày chết chắc rồi. Trong nháy mắt Vương Băng Ngưng sắp ngã xuống đất, một bóng người cường tráng bỗng chạy tới,
bế cô lên rồi điên cuồng phóng về hướng biên cảnh hai nước. Là Hứa Thuần. Lúc trước ông ta phụng lệnh Vân Thiên Thần Quân âm thầm bảo hộ Vương Băng Ngưng, kết quả chuyện này xảy ra quá đột ngột, chờ ông chạy tới thì đã trễ, Vương Băng Ngưng đã trúng đạn. Hơn nữa tuy rằng Hứa Thuần là tu võ giả, nhưng thực lực còn chưa mạnh đến mức có thể đón được đạn, chỉ có thể cố hết sức né đạn dựa vào độ linh hoạt của thân thể và địa hình phức tạp của rừng mưa. Nhưng dù sao thể lực của con người cũng hữu hạn, mặc dù là tu võ giả cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, tuyệt đối không phải vô tận. Rất nhanh Hứa Thuần đã cảm thấy mệt mỏi. Phụt phụt, Hứa Thuần trúng hai phát súng, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, nhưng ông vẫn dùng thân hình cường tráng để che chở cho Vương Băng Ngưng. Kiên trì thêm một chút, kiên trì thêm một chút. Chỉ cần xuyên qua mảnh rừng mưa này, phía trước chính là mảnh đất giao nhau giữa hai nước, các vị tướng quân của Thiên Sáp Điện đang đóng quân ở nơi đó. Hứa Thuần căn răng, phía sau lại trúng hai phát súng, ông suýt chống đỡ không nổi nữa, sự sống sắp khô cạn. Thẳng đến mọi người trong Thiên Sáp Điện đuổi tới, Hứa Thuần mới thình thịch một tiếng ngã xuống đất, mở cái miệng tràn đầy máu ra, cười thảm và nói các vị tướng quân. Làm phiền nhăn lại với thần quân điện hạ, Hứa Thuần. Đã hết sức. Cứu người. Một trong 36 thần tướng của Thiên Sáp Điện Thiên Cô, quát to một tiếng, sau đó vô cùng phẫn nộ nhìn về phía đám lính đánh thuê kia, giận dữ hét, dám đả thương người phụ nữ của vương, làm thịt đám nhãi nhép nước Nam Ngư cho tôi. Giết, Thiên Sáp Điện mọi người giận sát mà ra. 9 vị thần tướng tôn giả cảnh dẫn đầu phóng ra nội kình hùng mạnh, hóa thành từng cái lồng sắt hề kiên cố không gì phá nổi, những viên đạn kia cũng không thể bản thùng. Kỳ thật trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Sáp Điện, đám lính đánh thuê nước Nam Ngư đã luống cuống, rõ ràng họ còn chưa vượt biên giới, nhưng đối mặt với Thiên Sáp Điện hùng mạnh thì chỉ có thể sợ hãi chạy trốn. Lúc trước Thiên Sáp Vương khủng bố kia dẫn theo 36 thần tướng dưới trướng đánh thẳng một mạch đến thủ đô nước Nam Ngư bọn họ, ép họ ký kết hiệp ước, từ đây dù là tổ chức tu võ giả nào của nước Nam Ngư cũng không dám xâm lấn một tấc đất của Long Quốc. Mà lần này vì không tiết lộ bí mật, bọn họ vốn muốn mau chóng giải quyết mấy phóng viên này trước khi bọn họ quá cảnh, nào biết còn chưa qua thì đã gặp phải Thiên Sáp Điện, họ chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Đội lính đánh thuê nước Nam Ngư phát hiện bọn họ đã dính vào đại hỏa. Theo lý thuyết, bọn họ chỉ đuổi giết mấy phóng viên trong biên giới nước Nam Ngư, căn bản không liên quan gì đến Thiên Sáp Điện cả. Nhưng hiển nhiên tình huống trước mắt còn phức tạp hơn tưởng tượng của họ, Thiên Sáp Điện đang đuổi theo không bỏ. Chẳng lẽ trong những người vừa rồi họ bản chết hoặc là đả thương có ai là thành viên quan trọng của Thiên Sáp Điện sao? Nếu không vì sao Thiên Sáp Điện lại trùng hợp đuổi đến để cứu giúp? Chỉ có một cách giải thích, đó chính là Thiên Sáp Điện đã sớm biết tin họ đang đuổi giết mấy phóng viên này, mà đám người kia lại có tác dụng rất quan trọng đối với Thiên Sáp Điện. Đám lính đánh thuê luống cuống. Nếu tổ chức tù võ giả làm thế giới nghe tiếng đã sợ vỡ mật này lại đánh đến thủ đô nước Nam Ngư tiến hành tạo áp lực thì chắc không cần Thiên Sáp Vương ra tay, cao tầng nước Nam Ngư sẽ tự giải quyết luôn bọn họ. Không ở lại nước Nam Ngư được nữa, đây là suy nghĩ nhất trí của bọn họ. Nhưng đây là chuyện sau đó, hiện tại điều họ phải suy xét là làm sao sống sót trước đợt đuổi giết của Thiên Sáp Điện. Đáng được ăn mừng chính là, họ rất quen thuộc với mảnh rừng mưa này. Cho nên dù đối phương rất đáng sợ, họ vẫn có thể lợi dụng ưu thế địa hình để ẩn nấp. Lúc này, một bóng người khủng bố đang điên cuồng lao tới. Khoảng cách càng gần, Lục Vân càng có thể cảm ứng được dao động của pháp trận ý niệm, cuối cùng hẳn thành công nhảm thẳng đến vị trí của Vương Băng Ngưng. Chị Tư, Lục Vân ném xe đạp xuống, lao thẳng đến Vương Băng Ngưng, các thành viên Thiên Sáp Điện xung quanh kích động cao giọng kêu lên, Vương. Lục Vân không để ý tới bọn họ mà nghiêm túc kiểm tra thương tích của Vương Băng Ngưng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bên vai trái Băng Ngưng trúng một phát, viên đạn đã được lấy ra. Đây không phải vết thương chí mạng, sở dĩ ngất đi là do quá đau đớn. Lục Vân vừa thở phào một hơi thì đôi mắt bỗng nhìn thoáng qua Hứa Thuần đã ngã xuống cách đó không xa, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nói, Hứa Thuần thế nào? Khi hỏi ra những lời này, hắn cũng đã bước nhanh tới bên cạnh Hứa Thuần rồi ngồi xổm xuống, kiểm tra xong thì trên mặt đã đọng lại một lớp băng. Đã đến trễ. Vương, vì cứu chị Tư của ngài mà trên người ông ấy đã trúng 4 phát súng, chờ chúng tôi tìm được thì chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, một thành viên của Thiên Sáp Điện nói. Lục Vân không nói gì mà chỉ yên lặng cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt Hứa Thuần.
Giao tình giữa Hân và Hứa Thuần cũng không sâu, lúc trước thậm chí còn sinh ra một ít ân oán vì chuyện của Hùng gia, nhưng không thể phủ nhận Hứa Thuần là một người có cá tính. Nếu không phải mình tìm đến ông, bảo ông đi bảo hộ chị Tư thì ông sẽ không chết ở nơi này. Là Lục Vân nợ ông ta. Hậu táng, sau một hồi, Lục Vân đứng dậy nói ra hai chữ, sau đó trong mắt tràn ngập sát ý đáng sợ, hỏi Thiên Cô đâu. Các vị tướng quân đang đuổi giết đoàn lính đánh thuê Nam Ngư kia. Người này còn chưa dứt lời thì Lục Vân đã phóng lên cao, đứng sừng sững trên không rừng mưa, giống như một con chim ưng chuẩn bị săn mồi, nhìn quét qua con mồi phía dưới. Dưới pháp huyền chân nhấn, không thứ gì có thể ẩn nấp. Rất nhanh, mấy tên lính đánh thuê đang trốn trốn tránh tránh đã bị hắn phát hiện. Vèo! Thân thể Lục Vân lập tức hóa thành tàn ảnh khủng bố rồi đáp xuống, bắt lấy cổ sau một lính đánh thuê rồi bay lên không lần nữa, lập tức xé gã thành hai mảnh ở giữa không trung. Máu rơi xuống. Lục Vân mặt không cảm xúc, xé nát một người xong thì lập tức lao xuống, lại nằm một tên lên rồi xé nát. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không rừng mưa. Đám người Thiên Cô ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua kẽ lá của rừng mưa, họ nhìn thấy dáng người ngạo nghề lạnh lẽo trên không, lập tức kích động mà giống to, vương. Là vương của chúng ta, vương của chúng ta tới. Mà đối lập rõ ràng với họ chính là đám lính đánh thuê nước Nam Ngư, chúng thật sự đã sợ hãi tột độ. Chính là sát thần kia, sát thần điên cuồng từng trực tiếp đánh đến thủ đô nước Nam Ngư. Sát thần tới. Xem ra lần này thật sự gây ra đại họa rồi. A, a, lại hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám lính đánh thuê trơ mắt nhìn đồng lõa bị sát thần đáng sợ nọ xé thành hai mảnh. Đồng tử lập tức co rút lại. Phanh. Một tiếng súng vang lên, viên đạn xoay tròn cao tốc bắn về phía sát thần ở giữa không trung. Là lính đánh thuê nào đó quá sợ hãi và khẩn trương nên theo bản năng nã một phát súng. Tuy rằng bọn họ biết căn bản không có hiệu quả gì. Quả nhiên, viên đạn còn chưa chạm vào Thiên Sát Vương thì đột nhiên bị một sức mạnh khủng bố hất văng ra, sau đó Thiên Sát Vương lao thẳng đến vị trí đạn bản ra, giây tiếp theo lại có một lính đánh thuê bị xách lên. CT. Thân thể chị xé thành hai mảnh, hóa thành mưa máu rồi rơi xuống. Đám lính đánh thuê còn lại sợ đến vỡ gan, hận không thể chui vào lồng đất. Nhưng giết chóc đã bắt đầu thì nhất định phải kết thúc bằng thảm kịch. Thẳng đến tên lính đánh thuê cuối cùng bị xé nát thì Lục Vân mới bình ổn lửa giận trong lòng. Lúc này trong không khí đã tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, hỗn tạp với mùi bùn đất ẩm ướt làm người ta thật buồn nôn. Thiên Sáp Điện, phân điện Nam Bộ. Vương Băng Ngưng tỉnh lại từ cơn đau, dung nhan xinh đẹp không còn chút máu, vừa trợn mắt đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đau lòng ngóng nhìn cô. Tiểu Lục Vân, Vương Băng Ngưng khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tinh thần cô hơi mơ hồ. Là ảo giác sao? Không phải mình đã chết rồi à? Chẳng lẽ Tiểu Lục Vân trước mắt là ảo giác mình tưởng tượng ra trong lúc hấp hối? Vương Băng Ngưng lưu luyến mà vươn tay, vuốt ve gương mặt quen thuộc kia, nghẹn ngào nói Tiểu Lục Vân. Thực xin lỗi, chị mới gặp em có một lần mà đã phải rời đi. Chị thật sự luyến tiếc em. Chị Tư, chị nói bậy gì đó, chị còn sống, sống rất tốt, đám người làm chị bị thương đã bị em xé nát cả rồi. Nhìn dáng vẻ của chị Tư, Lục Vân cảm thấy thật đau lòng. Chị còn sống, Vương Băng Ngưng sửng sốt. Đúng rồi. Làm sao người chết lại cảm thấy đau chứ? Hơn nữa gương mặt cô vuốt ve rõ ràng là chân thật, có xúc cảm, có độ ấm. Hức hức, Tiểu Lục Vân, chị không chết, chị còn tưởng đời này không được gặp lại em nữa. Vương Băng Ngưng căn bản không màng đau đớn trên vai, ngồi dậy nhào vào lòng Lục Vân, thất thanh khóc giống. Trái tim Lục Vân cũng run rẩy theo, giờ khắc này chị Tư thật yếu ớt bất lực, khiến người ta thương tiếc. Sao đám xúc sinh kia lại nhãn tâm tấn công như vậy? Chị Tư, không có gì, về sau em sẽ không để chị bị thương nữa, dù là kẻ nào, chỉ cần dám tổn thương chị thì em nhất định sẽ xé nát chúng rồi ném xuống địa ngục. Lục Vân an ủi. Vương Băng Ngưng khóc thật lâu, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, cô vội kiểm tra cúc áo của mình. Nơi đó vốn có một cái camera bí mật, nhưng hiện tại đã không thấy. Nhất định là cô không cẩn thận đánh mất trong lúc chạy trốn. Chỉ có lỗi với bọn họ, nước mắt của Vương Băng Ngưng lại không kiềm được mà trào ra. Thứ mà bọn họ tốn nhiều thời gian để ẩn giấu, trăm cây ngàn đắng mới quay được đã mất, Vương Băng Ngưng cảm thấy mình thực xin lỗi những đồng nghiệp đã chết đi. Lục Vân hỏi, chị Tư,
rốt cuộc là chuyện thế nào? Chị đang điều tra cái gì ở nước Nam Ngư? Nếu chỉ là điều tra bình thường thì sao lại bị lính đánh thuê đuổi giết? Đôi mắt Phương Băng Ngưng đã khóc sưng đỏ, nhưng nghe Lục Vân dò hỏi thì chỉ lắc lắc đầu không nói lời nào. Mặt Lục Vân trầm xuống, nói, nếu chị không chịu nói thì em sẽ tự đến nước Nam Ngư một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Đừng, vậy chị nói chân tướng cho em biết đi. Lục Vân nghiêm túc nhìn Vương Băng Ngưng, trong mắt hiện ra sự quyết liệt không cho phép kháng cự. Vương Băng Ngưng ngẩn ra, sau đó cô cúi đầu, do dự một lát rồi nói. Được rồi, tiểu Lục Vân đừng xúc động, chị nói hết cho em. Thì ra mấy tháng gần đây Long Quốc thường xuyên xuất hiện sự kiện dân cư mất tích. Vương Băng Ngưng và mấy phóng viên đồng nghiệp luôn trộm theo dõi việc này, cuối cùng phát hiện đây là vụ án buôn người vượt biên có tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều, lần theo manh mối mà theo dõi đến nước Nam Ngư. Cuối cùng phát hiện những người mất tích đã bị đưa vào một căn cứ thực nghiệm nào đó, hơn nữa đi vào rồi không thấy ra nữa. Một đồng nghiệp của Vương Băng Ngưng bí quá hóa liều, quyết định thâm nhập căn cứ điều tra, nhưng không ngờ bị đối phương phát hiện, bởi vậy bị đuổi giết. Đây là tất cả những chuyện đã xảy ra. Vương Băng Ngưng sống sót được chỉ do may mắn. Lục Vân nghe xong thì lâm vào trầm tư, thực nghiệm trên cơ thể người. Hơn nữa là thực nghiệm đặc biệt nhằm vào người Long Quốc. Nhất định phải coi trọng chuyện này. Lục Vân nói, chị Tư, chị có thể nói địa chỉ căn cứ thực nghiệm kia cho em không? Em muốn làm gì? Mặt Phương Băng Ngưng lập tức lạnh xuống, nói chị đã nói với em là đừng xúc động, có phải em còn muốn đến Nam Ngư gây chuyện không? Chị không cho phép. Cô nói cho Lục Vân những chuyện này là sợ hẳn làm liều, kết quả ha biết chân tướng thì quyết tâm đi đến Nam Ngư càng kiên định. Em vừa không phải phóng viên, cũng không phải bộ ngành có liên quan, đi đến nơi nguy hiểm như vậy làm gì? Tìm chết sao? Vương Băng Ngưng kiên quyết không đồng ý. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói, chị Tư, chẳng lẽ chị không hiếu kỳ tại sao mình còn sống à? Vương Băng Ngưng lại sửng sốt. Đúng rồi, rõ ràng cô bị nhiều lính đánh thuê như vậy đuổi giết, làm sao cô sống được? Còn nữa, đây là nơi nào? Sao tiểu Lục Vân lại ở chỗ này? Vừa rồi Vương Băng Ngưng không nghĩ đến mấy vấn đề này là vì đang cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa sau đó còn kể lại chuyện mình điều tra, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hiện tại cô mới phản ứng lại, quá kỳ quái. Lúc chuẩn bị dò hỏi thì Thiên cô bỗng đi đến và nói, Vương, khi nào chúng ta xuất phát? Vương! Thân thể Vương Băng Ngưng run lên, tầm mắt bỗng rơi xuống tay Thiên cô. Đó là một cái mặt nạ, một mặt nạ đầu rồng làm Vương Băng Ngưng có cảm giác rất quen thuộc. Bởi vì chủ nhân của mặt nạ này chính là thần tượng cô vẫn luôn muốn phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân. Chẳng lẽ... Hô hấp của Vương Băng Ngưng càng ngày càng dồn dập. Mà giờ phút này Lục Vân đã đeo mặt nạ đầu rồng lên, xoay người đi đến mép giường, nói, bởi vì đó là chức trách của Imo. Nói xong, hắn dịu dàng giơ tay ra sờ sờ đầu Vương Băng Ngưng, hơn nữa, đám chết tiệt kia dám phái người đả thương người chị em yêu nhất, không băm chúng ra thì Vân Thiên Thần Quân này còn mặt mũi nào nói mình là em của chị Vân Thiên Thần Quân. Trái tim Vương Băng Ngưng run lên, đôi mắt lại trở nên ươn ướt. Thì ra em trai Lục Vân của mình là vị anh hùng vô song kia, Vân Thiên Thần Quân. Thì ra giấc mơ ngày đó trong nhà của mình không phải không có đạo lý. Thì ra đây là cảm giác mộng ảo và hiện thực kết hợp. Cảm giác này, gọi là yêu, là hạnh phúc. Nam Ngư Quốc, tại một cơ sở thí nghiệm, được bao quanh bởi lưới điện, một nhóm lính đánh thuê có trang bị vũ trang đang tuần tra xung quanh. Chỉ thấy một người Mỹ da trắng với vẻ mặt trang nghiêm. Giao tiếp với đội trưởng bằng ngôn ngữ của Nam Ngư Quốc, tại sao những thủ hạ của ông vẫn chưa quay lại? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Đội trưởng trả lời, đừng lo lắng, tiến sĩ Edson, lính đánh thuê dưới trướng của ta đều là binh vương cấp biệt, giết một ít ký giả của Long Quốc hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng xem thường, thí nghiệm đang tới điểm mấu chốt, nếu xuất hiện điểm vấn đề nào, tôi sẽ cho. Cậu nếm mùi khốn khổ, hoàn toàn không cần lo lắng. Bùm! Đội trưởng còn chưa nói hết lời, đột nhiên nhìn thấy một vết chém sắc bén đáng sợ từ xa chém tới, xé rách một mảng lớn lưới điện bên cạnh. Ngay sau đó, một tên lính đánh thuê sắc mặt tái nhợt chạy tới, nói, đội trưởng, không xong rồi, có người đột nhập vào căn cứ thí nghiệm của chúng ta. Là kẻ nào? Nhất thời sắc mặt đội trưởng trầm xuống, mới nói xong không cần lo lắng,
kết quả đã có người tiến vào, này không phải tự vả vào mặt của gã ta sao? Lính đánh thuê nói, là, chính là Thiên Sát Vương của Long Quốc. Cái gì? Rồi đột nhiên đội trưởng trừng to hai mắt, nỗi sợ hãi khuếch tán ra, sao lại là Thiên Sát Vương? Thiên Sát Vương sao lại đột nhiên tới đến chỗ này? Gã ta vội vàng chạy ra ngoài xem một chút. Lúc này, bầu trời đã nổ vang tiếng súng, giữa làn mưa bom bão đạn, hai bóng người đang lao về phía họ với tốc độ cực nhanh. Một trong số đó là Thiên Cô. Người còn lại, đeo mặt nạ. Đó là chiếc mặt nạ đầu rồng khiến các cường giả trên thế giới đều phải run sợ, không ai không biết biết. Đó là Thiên Sát Vương. DMI Thiên Sát Vương, thực sự là Thiên Sát Vương. Thí nghiệm kết thúc, mọi người trốn trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Người Mỹ da trắng nhìn thấy mặt nạ đầu rồng cũng nhất thời hoảng hốt lo sợ hoảng sợ, vội vàng chạy trở lại phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đang tiến hành thí nghiệm cũng trốn dưới lòng đất. Chỉ thấy bên trong phòng thí nghiệm, có vô số cabin thí nghiệm trong suốt, nó chứa một số đối tượng thí nghiệm đang khỏa thân, hầu hết đều đến từ Long Quốc. Bên cạnh đó, còn có một số tu võ giả của Nam Ngư Quốc. Cơ thể của họ đã được tiêm gen di truyền và đang phát sinh một số loại đột biến. Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản cũng không biết. Các nhà nghiên cứu không có thời gian để cho họ tự mình trốn thoát, cho nên chỉ có thể mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt trong cabin thí nghiệm. Giờ phút này, bên ngoài căn cứ thí nghiệm, dưới làn mưa đạn, hai nhân vật khủng bố đang chạy tới chạy lui, mỗi một lần chạy tới chạy lui, đều có mấy tên lính đánh thuê chết. Loại đạn dược gì mà chẳng có tác dụng gì cả. Lần này Lục Vân chỉ mang một mình Thiên Cô đến đây. Trên thực tế, với thực lực cường đại của hẳn, một mình hẳn hoàn toàn có thể tiêu diệt binh đoàn lính đánh thuê khổng lồ này, hắn mang Thiên Cô đến đây hoàn toàn là để anh ta làm phiên dịch viên. Mục tiêu của Lục Vân không chỉ đơn giản là căn cứ thí nghiệm này. Nếu nói các nhân vật cấp cao của Nam Ngư Quốc không biết về chuyện này, Lục Vân hoàn toàn không tin. Không mất quá nhiều thời gian, binh đoàn lính đánh thuê này đã bị tiêu diệt. Ngay cả đội trưởng vừa mới xông ra xem xét, cũng đột nhiên bị một lưỡi dao sắc bén bay tới bổ ra làm hai nửa, thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Thủ đoạn giết người của Thiên Sát Vương quá mức kỳ quái, quá mức đáng sợ, căn bản không thể dùng lẽ thường để lý giải. Trang phục trên người Lục Vân không có vết máu nào, rất nhanh đã đi tới bên phòng thí nghiệm, khi nhìn thấy các cabin thí nghiệm, đột nhiên nhíu mày một cái. Bụp! Bỗng nhiên! Một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra trong cabin thí nghiệm trong suốt chứa tu võ giả đến từ Nam Ngư Quốc, cơ thể của người bên trong ngay lập tức biến thành một vũng xương máu, nhuộm đỏ toàn bộ cabin thí nghiệm. Bùm! Sau anh ta, một số người nữa cũng gặp tình trạng tương tự, tự phát nổ giết mình. Vương, bọn họ đang tiến hành thí nghiệm gen. Thiên Cô chứng kiến tình cảnh này, trầm giọng nói. Ánh mắt Lục Vân ngưng trọng, lạnh giọng nói, xem ra Nam Ngư Quốc gần đây sống quá thoải mái. Giải quyết xong cái căn cứ thí nghiệm này, đi theo tôi đến quân đội Nam Ngư Quốc. Mỗi nước trên thế giới đều có tu võ giả, nhưng các tu võ giả từ các quốc gia khác đều kém xa Long Quốc, đặc biệt là sự tồn tại của Điện Thiên Sáp, đem các tổ chức võ giả trên thế giới đè đến thở không được. Bọn họ đổ lỗi tất cả là do gen. Nếu gen của người dân Long Quốc có thể được chiết xuất và dung hợp vào cơ thể của các võ giả ở quốc gia của họ, liệu có thể tạo ra một cường giả đỉnh cao không? Ý nghĩa tồn tại của căn cứ thí nghiệm này chính là như vậy. Nhưng mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chưa nói đến việc lý thuyết này có thể trở thành hiện thực hay không, nếu muốn dung hợp được gen là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bùm! Ngay khi Lục Vân đang suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên, sau đó một cabin thí nghiệm đột nhiên nổ tung, một võ giả đến từ Nam Ngư Quốc nhảy ra khỏi đó. Đầu của anh ta đã bị cạo chọc, trên người không còn một mảnh vải. Ha ha ha, thành công rồi. Gen của tôi đã được cải tạo thành công rồi. Võ giả đến từ Nam Ngư Quốc không hiểu tình hình bên ngoài, sau khi xông ra khỏi cabin thí nghiệm, liền phá lên cười ha ha, nói luyên thuyên bằng ngôn ngữ của Nam Ngư Quốc. Hửm, anh ta ngừng cười. Hắn hiển nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, nhìn cách đó không xa có hai bóng người, lập tức bị hù chết khiếp. Thiên Sát Vương. Trước khi cải tạo gen, võ giả Nam Ngư Quốc có thực lực cao nhất đều đạt tới hóa cảnh đỉnh phong, đã lâu không có người đột phá tới tôn giả cảnh.
Điều đó cho thấy gen tu luyện võ thuật của bọn họ thực sự không tốt bằng gen của Long Quốc. Lần chuyển đổi thành công này của võ sĩ Nam Ngư Quốc cũng vậy. Anh ta đã chấp nhận thử nghiệm khi còn ở hóa cảnh đỉnh phong, ngày hôm nay thoát khỏi cabin, cuối cùng cũng trở thành một tôn giả cảnh. Tuy rằng phá giải được xiềng xích bậc tu giả võ của Nam Ngư Quốc, nhưng anh ta cũng chỉ là tôn giả cảnh, hiện tại vừa ra ngoài liền gặp phải Thiên Sát Vương, chẳng lẽ không sợ chết khiếp sao? Nhất thời tâm trạng như rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Người đàn ông biến đổi gen vội vàng chạy trốn. Nhưng trước khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, anh ta đã bị Thiên Cô chặn lại, sau nhiều chiêu thức, cuối cùng Thiên Cô đã chặt đầu anh ta. Thành công! Thế nhưng Lục Vân lại không có một chút điểm cao hứng nào. Võ giả đến từ Nam Ngư Quốc này có thể đột phá đến tôn giả cảnh, chứng tỏ thí nghiệm cải tạo gen này đã thành công. Đây không phải là một điều tốt cho Long Quốc. Khi đi đến cánh cửa kim loại dẫn đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Lục Vân dừng lại một chút, sau đó vận chuyển huyền lực của mình, mạnh mẽ tung nắm đấm vào cánh cửa kim loại. Đùng, 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 nó không bị vỡ. Những người trong tầng hầm đang run rẩy. Tuy rằng tên người Mỹ da trắng và tiến sĩ Edson cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng vẫn tự an ủi mình, nói, không sao, không sao, phòng thí nghiệm dưới lòng đất này được làm bằng hợp kim cực kỳ cứng, ngay cả đạn súng thần công cũng có thể chống đỡ được. Thiên Sát Vương nhất định sẽ không xông vào được. Sau đó là mấy tiếng ầm ầm vang lên. Quả nhiên là cực kỳ vững chắc. Edson không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, Thiên Cô hỏi, Vương, ngài có muốn gọi mấy người từ quân đội của Nam Ngư Quốc đến, thổi tung cánh cửa kim loại này không? Lục Vân cười khẩy và nói, không cần, hôm nay tôi muốn xem, cánh cửa bằng hợp kim này cứng hơn hay nắm đấm của tôi cứng hơn. Nói xong, hắn lùi lại vài bước. Thần công không tên trong cơ thể hắn đang vận chuyển hết tốc lực, lực lượng vô hạn điên cuồng ngưng tụ ở hai quyền, kinh mạch trong cơ thể giống như thức tỉnh rồi bùng nổ ngay trong thời khắc này. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Lục Vân từ trước tới nay. Am! Khoảnh khắc nắm đấm được tung ra, dường như có hai tia sáng chói lòa vụt qua và đập vào cánh cửa kim loại. Vào lúc này toàn bộ phòng thí nghiệm rung chuyển dữ dội. Sau đó, rầm! Cánh cửa kim loại dường như không thể phá hủy đó, bắt đầu lan ra hàng trăm vết nứt như mạng nhện từ chỗ hai đấm của Lục Vân công kích vào. Cánh cửa hợp kim, bị nứt ra rồi. Tiến sĩ Edison trốn trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất không khỏi kinh hãi kêu lên, đờ mờ, Long Quốc, Thiên Sát Vương, thật sự quá đáng sợ. Đó là một loại hợp kim kim loại có thể chống lại. Cả đạn bác đấy, vậy mà lại bị một quyền của Thiên Sát Vương đánh nát, ông ta làm sao có thể không kinh ngạc. Phải nói là sợ hết cả hồn, Thiên Sát Vương, xin hãy tha mạng. Khi Lục Vân bước vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Edison đã quỳ trên mặt đất, run rẩy không thể kiểm soát. Các nhà nghiên cứu tham gia thí nghiệm gen cũng vô cùng sợ hãi. Lục Vân hừ lạnh một tiếng, hẳn tiến lên dùng một cước đá văng Edson, quát, nói tiếng Trung. Edson sừng sốt, không hiểu Lục Vân đang nói cái gì. Lúc này, một nhà nghiên cứu đang run rẩy bên cạnh Edson, dùng giọng nói run rẩy nói với ông ta, Edson hoảng sợ vội vàng mở miệng nói, no, no, no. Rõ ràng là ông ta không biết tiếng Trung. Thiên Cô nói, Vương, hãy để tôi phiên dịch. Lục Vân gật đầu và nói, hỏi ông ta, ai đã ra lệnh cho ông ta thực hiện loại thí nghiệm gen này, và có bao nhiêu phòng thí nghiệm di truyền như vậy nữa. Thiên Cô không chỉ giỏi ngôn ngữ của Nam Ngư Quốc, anh ta nói tiếng Anh rất trôi chảy, anh ta nhanh chóng dịch các câu hỏi của Lục Vân cho Edison, hai người trao đổi vài câu. Rất nhanh. Thiên Cô trả lời, ông ta nói ông ta không biết gì cả, ông ta chỉ cầm tiền để làm việc thôi. Cái gì cũng không biết. Lông mày Lục Vân nhăn một cái, đột nhiên nhấc bổng Edson lên, lập tức bẻ gãy cổ ông ta, kêu nói tiếng Trung cũng không biết nói, giữ ông lại làm gì. Upo cơ thể của Edson mềm nhũn nằm trên mặt đất. Mà nhà nghiên cứu run rẩy vừa rồi, đã phiên dịch cho Edson lập tức cầu xin tha thứ nói Thiên. Thiên Sát Vương, tôi có thể nói tiếng Trung, tôi có thể nói tiếng Trung, xin đừng giết tôi. Lục Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. Mặc dù cách bởi chiếc mặt nạ, nhưng nhà nghiên cứu kia gần như ngất đi vì sợ hãi. Thiên Cô, đi thôi. Lục Vân không để ý tới những nhân vật nhỏ này, xoay người mang theo Thiên Cô rời căn cứ thí nghiệm. Quần áo của những nhà nghiên cứu này ướt đẫm mồ hôi, họ cảm thấy như mình đã sống sót sau một trận đại thảm họa,
bên ngoài căn cứ thí nghiệm. Máy bay quân sự lượn lờ trên bầu trời Nam Ngư Quốc. Một sự kiện lớn như vậy, làm sao quân đội của Nam Ngư Quốc có thể không biết? Từ lần đầu tiên các thành viên của Thiên Sáp Điện nhập cảnh để giải cứu Vương Băng Ngưng, họ đã nhận ra. Nhưng không dám hành động hấp tấp. Thiên Sáp Điện đã vượt ra ngoài phạm vi quân sự thông thường. Đặc biệt là Thiên Sáp Vương khủng bố kia, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, cho dù là bom hạt nhân. Thiên Vương vẫn có thể dễ dàng cõng lên vai, sau đó cho nó đến từ đâu thì quay về đó. Đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, với thực lực của Thiên Sáp Vương, có thể ra vào cấm khu của một quốc gia dễ như trở bàn tay, nếu gây hấn với hắn thì có bao nhiêu quan chức cấp cao của Nam Ngư Quốc hợp lại cũng không đủ cho hắn giết. Đây mới là điều mà Nam Ngư Quốc sợ nhất. Sau khi cả hai bước ra khỏi căn cứ thí nghiệm, máy bay quân sự tự giác hạ cánh. Thiên Cô nói, vương của chúng tôi nói, trở về và nói với nguyên thủ quốc gia của các người, nếu các người dám làm mấy trò bẩn thỉu này, Thiên Sáp Điện của chúng tôi sẽ giết tới thủ đô mấy người một lần nữa, cho nên, mấy người tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Đúng như lời Lục Vân đoán, các quan chức cấp cao của Nam Ngư Quốc biết rõ về thí nghiệm gen, chẳng qua là họ không có áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào thôi, nếu họ bị Thiên Sáp Điện truy cứu trách nhiệm, bọn họ sẽ trả lời rằng đó là một cuộc thí nghiệm do người Mỹ tiến hành ở đây, đúng là khôn lỏi quá mà. Chẳng qua là những mấy suy tính này của họ đã bị Lục Vân nhìn xuyên từ lâu. Sau khi xử lý xong căn cứ thí nghiệm ở Nam Dư Quốc, Lục Vân cùng Chỉ Tư trở về Giang Thành. Vương Băng Ngưng mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể ngờ rằng người em trai Lục Vân của mình lại chính là vị anh hùng mà cô đã ngưỡng mộ từ lâu, Vân Thiên Thần Quân. Điều này khiến cho cô nhớ đến câu thoại của Tử Hà Tiên Tử trong Đại Thoại Tây Du, ý trung nhân của ta là một anh hùng cái thế. Một ngày nào, đó, chàng sẽ cưỡi mây thất sắc đến hỏi cưới ta. Chỉ tiếc là ta đoán đúng được mở đầu, nhưng lại không đoán được kết cục. Tâm trạng của Vương Băng Ninh lúc này không phải là giống y như Tử Hà Tiên Tử sao? Chỉ là kết cục của Tử Hà Tiên Tử là bi kịch, còn kết cục của Vương Băng Ninh lại tràn ngập hạnh phúc, ngay cả vết thương do đạn ở trên vai cũng không còn đau nữa. Tiểu Lục Vân, trên đường trở về, Vương Băng Ninh liên tục gọi tên Lục Vân, thậm chí còn háo hức hơn cả khi Liễu Yên Nhi biết Lục Vân chính là thần tượng của mình, Vân Lộc Đại Sư. Lục Vân cười khẽ nói, Hỷ Tư, chị còn nhớ em từng nói với chị rằng cho dù có phải trói, em cũng trói Vân Thiên Thần Quân đến trước mặt chị để cho chị phỏng vấn không? Hiện tại chị biết em không hề lừa chị chứ? Vương Băng Ninh gật đầu đầy cảm động. Nhưng vào lúc này, mong muốn phỏng vấn Lục Vân của cô không còn mạnh mẽ như trước nữa. Thay vì phải tiết lộ danh tính của Lục Vân sớm như vậy, cô hy vọng rằng có thể tận hưởng bí mật này cho riêng mình. Sự thay đổi tâm trạng như thế này cũng dễ hiểu. Vì trong lòng cô, trước kia Vân Thiên Thần Quân là sự tồn tại xa vời. Nếu như có thể được phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân một lần thì đời này của cô không còn gì phải hối hận nữa. Thế nhưng bây giờ thì khác. Ví dụ có một món đồ chơi mà mọi người đều rất thích nhưng hầu hết mọi người đều không có cơ hội chạm vào món đồ chơi này. Vương Băng Ngưng cũng cho rằng bản thân chính là một trong số đó nên cô rất muốn được chạm vào món đồ chơi đó trong mơ một lần. Tuy nhiên bây giờ cô chợt nhận ra rằng món đồ chơi đó đang ở ngay bên cạnh mình và cô có thể chạm vào nó bất cứ lúc nào hoặc bất cứ ở đâu mà cô muốn. Đây chính là sự ích kỷ của một cô gái nhỏ, điều này không quá đáng chút nào. Lục Vân không hề biết rằng Vương Băng Ngưng đã so sánh hắn với một món đồ chơi cho nên hắn an ủi cô, chị Tư, chị nhất định sẽ là người đầu tiên phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân và cũng sẽ là người duy nhất nhưng không phải bây giờ. Hắn đã quyết định rằng khi nào Vương Băng Ngưng chính thức phỏng vấn hắn thì hắn sẽ cởi bỏ mặt nạ đầu rồng để cho mọi người biết rằng hắn, Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân. Thế nhưng không phải là bây giờ. Cuộc sống thoải mái của các chị gái vẫn còn chưa được bao lâu, vậy mà lại có vô số người hâm mộ đến cửa, thế thì chẳng phải đau đầu muốn chết sao? Lục Vân không nghi ngờ gì về tầm ảnh hưởng của mình. Khi trở về nhà, để không khiến các chị gái khác lo lắng, Vương Băng Ngưng đã cố gắng giữ im lặng về vết thương của mình nhưng Diệp Khuynh Thành vẫn nhận ra. Cô thấy Lục Vân đi ra ngoài. Khi đó Lục Vân nói rằng hắn đi trị liệu cho bệnh nhân nhưng khi trở về lại mang theo Vương Băng Ngưng, rõ ràng không chỉ đơn giản là đi trị liệu cho bệnh nhân. Diệp Khuynh Thành tự đi tìm hai người, nghiêm túc hỏi, hai người làm sao vậy? Mau nói cho chị biết.
thấy không thể che giấu, Vương Băng Ngưng không còn cách nào khác đành kể lại câu chuyện. Sau khi nghe xong, Diệp Khuynh Thành lạnh lùng nói, em dám điều tra chuyện nguy hiểm như vậy, em muốn chết sao? Nếu như lần này không phải Lục Vân kịp thời cứu em thì em đã. Chị mặc kệ, lần sau chị không cho phép em nhận những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa. Ngày mai chị lập tức liên hệ với cơ quan truyền thông giúp em từ chức. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, vừa hay tập đoàn Khuynh Thành đang thiếu nhân lực. Từ nay về sau, em ở nhà trông coi tập đoàn Khuynh Thành giúp chị, không được cả ngày chạy loạn bên ngoài nữa. Diệp Khuynh Thành thể hiện quyền uy chưa từng có. Trông Vương Băng Ngưng có vẻ đau khổ. Lục Vân nói, chị Tư, lần này em đứng về phía chị cả. Chị xem, em về Giang Thành lâu như vậy mà chị chỉ ở nhà cùng em có mấy ngày. Chị tàn nhẫn lắm, chị có biết chị đang làm tổn thương trái tim yếu đuối của em không? Chuyến đi tới Nam Dư Quốc này quá ly kỳ, Lục Vân không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa. Nếu như có thể giữ chị Tư ở nhà là tốt nhất. Thấy hai người đều nói như vậy, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Lục Vân giống như đứa trẻ mới cai sữa không ngừng tìm mẹ, không còn một chút lạnh lùng nào của Vân Thiên Thần Quân. Vương Băng Ngưng không khỏi bật cười, nói, được rồi, tiểu Lục Vân, từ nay về sau chị Tư sẽ không chạy lung tung nữa cho nên có thể ở nhà làm bảo mẫu cho em được rồi. Lục Vân gật đầu nói, được, chị Tư thật hiểu tâm tư của em. Nghe hai người nói chuyện, Diệp Khuynh Thành nói, Vương Băng Ngưng, đủ rồi đấy. Em muốn cho tiểu Lục Vân ăn trong khi vết thương còn chưa lành ư. Sao em không cho hắn uống nước muối luôn đi? Nghe vậy, hai người lập tức mở to mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thành với vẻ kinh hãi. Những lời vừa rồi thật sự được phát ra từ miệng của người chị lạnh lùng ư. Lục Vân sửng sốt, Vương Băng Ngưng cũng sốc. Vốn tưởng mình là người đen tối nhất, không ngờ chị cả mới là ẩn sĩ thật sự. Vương Băng Ngưng vô cùng ngưỡng mộ, chị cả thật đỉnh. Sao hai đứa lại nhìn chị như vậy? Vừa rồi chị nói gì sai sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Diệp Khuynh Thành có chút bối rối, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Vương Băng Ngưng tặc lưỡi, kinh ngạc nói, chị cả, chị đỉnh thật. Kỹ năng diễn xuất của chị còn giỏi hơn cả em sáu. Sao chị không tiến vào giới giải trí như em sáu nhỉ? Rõ ràng Diệp Khuynh Thành là người nói ra nhưng bây giờ cô lại giả vờ vô tội như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là giỏi. Diệp Khuynh Thành nhíu mày, chị thật sự không hiểu em đang nói gì. Vẫn còn giả vời. Vương Băng Ngưng không thể nhịn được nữa, quyết định vạch trần Diệp Khuynh Thành, vừa rồi chị nói rằng để em cho tiểu Lục Vân uống nước đó, không phải là chị nói lái sao. Lúc này, Diệp Khuynh Thành mới ý thức được câu nói đó có vấn đề, cô giải thích, chị đang nói đến nước muối sinh lý, loại nước dùng cho bệnh nhân trong bệnh viện ấy. Em đang nghĩ gì vậy? Hóa ra là vậy, Lục Vân thở phào nhẹ nhõm, hẳn nói mà làm sao một người trong sáng như chị Khuynh Thành lại. Nói lái mà không có lý do. Vương Băng Ngưng cũng nói, xem ra là do em hiểu lầm, em lại còn tưởng rằng. Tưởng sao cơ? Ha ha! Vương Băng Ngưng nở nụ cười kỳ quái, đột nhiên ghé vào tai Diệp Khuynh Thành thì thầm vài câu. Giây tiếp theo, Diệp Khuynh Thành trợn to hai mắt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không ngờ em Tư lại là người đen tối như vậy, lại còn liên tưởng đến ý đó. Diệp Khuynh Thành lập tức khiển trách, Vương Băng Ngưng, cả ngày trong đầu em suy nghĩ cái gì vậy? Thứ đó có mặn không? Rõ ràng là không màu không mùi. Dừng lại. Diệp Khuynh Thành vội lắc đầu, cô véo tai Lục Vân và nói, không nói đến vấn đề tư tưởng của Vương Băng Ngưng không trong sáng, thế vừa rồi em nghĩ đó là gì? Nhìn biểu hiện vừa rồi của Lục Vân. Rõ ràng suy nghĩ của hắn với Vương Băng Ngưng giống nhau. Lục Vân. Buổi tối, Vương Băng Ngưng nhất quyết muốn ngủ với thần tượng của mình. Thấy cô là người bị thương, Diệp Khuynh Thành đành nhẫn nhịn. Hơn nữa, cô cũng biết về công pháp của Lục Vân nên cô tin rằng hắn không dám lộn xộn. Đó chính là nỗi đau của Lục Vân. Vương Băng Ngưng ngủ không yên, chân tay cứ loạn xạ khiến cho kẻ đáng thương nào đó cả đêm không ngủ được. Ngày thứ hai cũng vậy. Ngày thứ ba cũng chẳng khác gì. Đến ngày thứ tư, Lục Vân không chịu nổi nữa. Nhân lúc Vương Băng Ngưng ngủ say, hẳn khẽ đẩy bàn tay nhỏ bé của cô ra, sau đó đứng dậy đi ra ghế sofa trong phòng khách và nhìn chằm chằm lên chiếc đèn trần. Tại sao cuộc sống lại khó khăn như vậy? Không biết đã qua bao lâu? Diệp Khuynh Thành đột nhiên từ trong phòng ngủ đi ra.
Cô đứng dậy đi vệ sinh vì tối qua trước khi đi ngủ, cô đã uống hơi nhiều sữa. Hửm, sao đèn trong phòng khách lại bật nhỉ? Tiểu Lục Vân, đêm hôm sao lại ngủ trên ghế sofa? Em làm chị giật cả mình. Diệp Khuynh Thành ôm chặt con gấu bông, tức giận nói. Sắc mặt của Lục Vân hốc hác, hắn nói, chị Khuynh Thành, em không ngủ được. Mấy đêm rồi, em không được ngủ một giấc ngon nào. Diệp Khuynh Thành hơi sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, không ngủ được. Chị còn tưởng em rất hưởng thụ nữa chứ, có mỹ nữ như Vương Băng Ngưng ngủ cùng, làm sao có thể mất ngủ được. Làm sao cô có thể không biết tình hình của Lục Vân? Nhìn mà lại không ăn được, đây mới là điều dày vò nhất. Nếu như Vương Băng Ngưng chỉ ngủ bên cạnh hắn thì không sao, chỉ ít cô sẽ không suy nghĩ lung tung. Thế nhưng Vương Băng Ngưng lại muốn ôm hẳn ngủ, cho dù chỉ là ôm ngủ nhưng vẫn có thể sờ mó được mà. Như thế ai mà chịu được? Lục Vân đau lòng, nói chị, tại sao em lại cảm thấy chị đang cười trên nỗi đau của người khác thế nhỉ? Bỏ cái suy nghĩ đó đi, chỉ là chị thấy hả hê mà thôi. Chị thấy rằng em tu luyện công pháp này rất đỉnh nhưng đối với em, như thế chẳng khác nào thái giám, à không vẫn còn tốt hơn thái giám nhiều. Ha ha! Diệp Khuynh Thành không che giấu cảm xúc của mình, lời nói ra vô cùng tàn nhãn. Rõ ràng là chị ghen tị, Lục Vân nói, em nói gì cơ? Nụ cười của Diệp Khuynh Thành chợt tắt, cô nhìn thẳng vào Lục Vân. Lục Vân cũng cảm thấy mình nên thẳng thắn một lần, không thể lần nào cũng chịu khuất phục trước Diệp Khuynh Thành được. Vì thế hắn nói, chị đừng tưởng rằng em không nhìn error, chỉ là chị đang ghen tị mà thôi, lần nào cũng vậy. Mỗi lần em thảo luận chuyện quan trọng với chị Yên Nhi là chị đều tới can thiệp. Đó không phải là ghen tị sao? Còn chuyện chị Tư khiến em mất ngủ nữa. Chị cười trên nỗi đau của người khác cũng là ghen tị. Nếu như em đoán không lầm, nếu như không phải chị Tư bị thương thì chị nhất định đã kéo chị ấy ra khỏi phòng của em rồi. Chị Khuynh Thành, chỉ là tình cảm của chị dành cho em đã vượt qua tình cảm chị em rồi. Sau khi Lục Vân nói xong, phòng khách rơi vào im lặng. Càng yên lặng như vậy lại càng chứng tỏ hắn đã nắm được tâm tư của Diệp Khuynh Thành. Lục Vân nhìn về phía Diệp Khuynh Thành với vẻ đắc ý. Cho chị dám cười em này. Lần này em trực tiếp đánh thẳng vào tâm tư của chị khiến cho chị xấu hổ để xem chị còn cười em nữa hay không. Đây là một tấm màng mỏng. Hầu hết các cô gái đều cảm thấy hoảng sợ khi bị người đàn ông mình thích chọc thủng tấm màng này. Đặc biệt là người phụ nữ như Diệp Khuynh Thành. Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại yếu đuối. Chắc chắn cô sẽ cảm thấy ngại ngùng khi bị Lục Vân bóc trần thẳng thừng ra như vậy. Quả nhiên, đôi mắt đẹp của Diệp Khuynh Thành thoáng qua một tia hoảng sợ. Thế nhưng chẳng mấy chốc cô đã bình tĩnh lại. Dù sao cũng đã thân thiết với Lục Vân lâu như vậy nên trong lòng cô đã hình thành một lòng khoan dung mạnh mẽ đối với đứa trẻ này. Diệp Khuynh Thành im lặng một lúc. Sau đó cô đi đến bên cạnh Lục Vân và thì thầm vào tai hẳn, đúng vậy, chị rất thích em. Chị ước gì có thể trao thân cho em ngay bây giờ nhưng lỡ như em bị phá công thì phải làm sao đây? Diệp Khuynh Thành cũng không chịu thua kém. Biết rằng Lục Vân không thể phá công nên cô cố tình sử dụng cách này để kích thích hắn. Bên tai Lục Vân truyền đến một cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến hắn không khỏi động lòng. Khi quay đầu lại, hắn vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Diệp Khuynh Thành. Ngay cả khi ở khoảng cách gần như vậy, Lục Vân vẫn không nhìn thấy bất cứ khuyết điểm nào trên khuôn mặt của Diệp Khuynh Thành, dường như khuôn mặt này là kiệt tác hoàn hảo nhất trên thế gian. Hàng mi mảnh mai khẽ run, đôi mắt to tròn xinh đẹp như bảo thạch, trong veo như nước. Lục Vân thực sự đỏ mặt. Hắn vội nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt hắn vô tình lại nhìn xuống đường viền cổ áo mở rộng của Diệp Khuynh Thành, phong cảnh tuyết trắng bên trong gần như là mù mắt chó của hắn. Trông vừa trắng lại vừa tròn. Diệp Khuynh Thành hiển nhiên đã chú ý tới ánh mắt của Lục Vân nhưng lần này, cô không hề đưa tay ra che lại mà nhìn hắn với vẻ khiêu khích, em đang nhìn gì đây hả, đại thái giám. Thái giám đã đành, lại còn thêm cả từ đại. Thật đáng ghét. Lục Vân thẹn quá hóa giận, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn chuyển mắt sang chỗ khác, cười. Nói, hey, chị Khuynh Thành, chị có dám chơi một trò chơi thú vị với em không? Trò chơi gì, hỗ trợ tu luyện, chậc, cái này thì có gì mới, chị đã chịu được. Qua 20 phút, chiêu này vô dụng đối với chị thôi, Diệp Khuynh Thành khinh thường nói. Phải không? Lục Vân khẽ nhếch miệng cười, nói, lần này, chúng ta sẽ thực hiện hỗ trợ tu luyện ngay bên cạnh chị Tư đang ngủ say.
chị có dám thử không? Không phải chị nói chiêu này vô dụng với chị sao? Nếu như sức chịu đựng của chị mạnh như vậy, nhất định có thể cam đoan sẽ không phát ra tiếng động đánh thức chị Tư nhỉ? Xem ra chị không dám. Chị Khuynh Thành, chị nhát gan quá đấy. Sao cơ, em dám nói chị nhát gan? Chỉ là trò. Chơi thôi mà, chẳng qua chị không muốn nhìn bản mặt lưu manh của em thôi. Dưới sự khiêu khích của Lục Vân, quả nhiên Diệp Khuynh Thành không phục. Đầu tiên cô vào phòng tắm để giải quyết vấn đề cá nhân của mình, sau đó đi theo Lục Vân về phòng hắn. Xuyệt, chị Khuynh Thành, chị đi nhẹ thôi, đừng đánh thức chị Tư. Hừ, chồng bộ dạng lén lút của hai người rất giống với cặp vợ chồng trẻ âm thầm làm chuyện xấu sau lưng cha mẹ. Lên giường ngủ, bắt đầu thực hiện hỗ trợ tu luyện. Để không cho Lục Vân coi thường mình, Diệp Khuynh Thành cố hết sức kiềm chế giọng nói của mình, kiên quyết không để Vương Băng Ngưng nằm bên cạnh nghe thấy. 10 phút đầu tiên vẫn bình thường. Diệp Khuynh Thành hoàn toàn chịu đựng được, cô không hề phát ra âm thanh nào, chỉ là hô hấp hơi nhanh. Bây giờ đã đến phút thứ 15. Diệp Khuynh Thành cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa nụ cười của Lục Vân lúc nấy. Vương Băng Ngưng chết tiệt đột nhiên lật người. Sau khi lật người, hai tay bắt đầu cào, cuối cùng đè lên chỗ cao chót vót của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành lập tức gục ngã. Đêm nay, cuối cùng Lục Vân vẫn phải ngủ trên ghế sofa vì Diệp Khuynh Thành đã chiếm giường của hắn và không chịu ra ngoài. Vì thế khi Vương Băng Ngưng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô cảm thấy khó hiểu. Ấy, không phải cô ngủ với tiểu Lục Vân sao? Sao lại biến thành chị cả rồi? Thế nhưng Diệp Khuynh Thành lại không nói gì mà trực tiếp đẩy Vương Băng Ngưng ra. Sau đó, cô vội vàng cuộn ga trải giường và ném nó vào máy giặt như thể cô có bí mật nào sợ bị phát hiện. Ngày hôm nay, Lục Vân quyết định lặng lẽ tới tỉnh lỵ. Trên danh nghĩa, hắn tới Đại học Giang Nam để giảng bài nhưng thực chất là muốn tránh mặt Vương Băng Ngưng. Hắn đã mất ngủ suốt 4 đêm. Cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi. Vì thế, tốt nhất là nên tránh xa. Trong tiết học trung y ngày hôm nay, Lục Vân đã gặp lại Thẩm Tĩnh Nghi. Cô gái tội nghiệp này vẫn chưa ngưng tụ được chân khí. Lục Vân thấy lo lắng cho cô ta, muốn nói thẳng ra, cô gái, đừng tự giày vò mình nữa, hãy tìm người kết hôn đi. Sau khi tan học, hắn tới chung cư Liễu Giang. Lục Vân vốn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể ngủ một giấc ngon lành nhưng ai ngờ vừa mới tắm xong, hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp, dáng vẻ mê người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô nhìn thẳng vào hắn rồi nhếch miệng cười. Tiểu Lục Vân, mấy ngày nay, Vương Băng Ngưng luôn bám lấy em nên chị không có cơ hội tìm em để thực hiện hỗ trợ tu luyện. Đêm nay rốt cuộc có thể chiếm lấy em được rồi, ha ha. Cút, một nơi nào đó ở tỉnh Giang Nam. Bên trong một đại điện mờ tối, không có ánh đèn. Xung quanh chỉ có rải rác vài ngọn đuốc, chính giữa điện là một tế đàn. Xung quanh tế đàn có hơn chục cái thùng lớn màu đen. Bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi. Đây chính là máu người. Một trong số những thùng máu người đó có một người đàn ông trần truồng, toàn thân ướt sũng vì xung quanh toàn là máu. Đúng là một đám phế vật, ngay cả một cô gái cũng không bắt được. Thêm cả mấy tên canh mộ đó cũng vô dụng, mộ của lão giáo chủ bị trộm mà cũng không biết. Đi bắt bọn chúng rồi giết đi, sau đó hiến tế cho tai. Người đàn ông tắm trong thùng máu nói. Vâng. Thưa giáo chủ, đại hộ pháp của tà linh giáo đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về, hắn ta mang theo mấy giáo đồ. Khác của tà linh giáo đang run rẩy. Họ đều là những người chịu trách nhiệm canh giữ ngôi mộ. Giáo chủ, xin tha mạng. Những người vừa đi vào đã lập kinh hãi quỳ rạp xuống đất, cầu xin giáo chủ tha mạng. Hừ, tha mạng, tha cho các người thì sau này, a làm gì còn mặt mũi đi gặp lão giáo chủ. Người đàn ông giận dữ hét lên. Hắn ta duỗi một cánh tay ra khỏi thùng máu và bóp chặt trong khoảng không. Ngay sau đó, một đạo huyết long hư ảnh bản ra xuyên thủng lồng ngực của những người đang quỳ trên mặt đất. Đổ máu của bọn chúng vào thùng máu. Vâng. Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo choàng đen khác đi vào và nói, giáo chủ, chúng tôi đã tìm ra tung tích của kẻ trộm mộ. Tên đó ở một nơi gọi là chung cư Liễu Giang ở Giang Thành. Được, đại hộ pháp. Lập tức dẫn người đi tới Giang Thành. Nhất định phải bắt sống cô gái kia về đây. Ta muốn biến cô ta trở thành nữ sủng của tan. Trong mắt tên giáo chủ tà linh giáo hiện ra tia dâm tà.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.